Ngày xưa, ở một đất nước có tên là Bảo Bình, có chàng trai tên Hansen sống cùng mẹ trong ngôi làng nhỏ cạnh khu rừng đen. Vào một ngày nọ, những tiếng gầm gừ dữ tợn phát ra từ khu rừng bỗng chốc trở thành nỗi sợ hãi của người dân. Đó cũng chính là lúc thú dữ xuất hiện. Con hổ dồn chết hai người làng chúng ta rồi. Bên này chúng ta khổ rồi. Con hổ to lớn lắm. Hai mắt nó to đỏ rực như máu. Thôi chúng ta phải bắt lao. Bắt lao liên tục nó mới bỏ chạy đó. Mẹ ơi, làng ta có thêm hai người bị hổ vồ rồi. Cha con cũng là người thợ săn tài giỏi. Ông cũng đã từng chiến đấu với hổ dữ. Sau này con cũng sẽ giống như cha. Hansen à, cha con vì cứu một tiều phu đốn củi trên rừng, ông chiến đấu với hổ đó, bị thương rồi mất. Cha của con thật là dũng cảm. Đã 12 năm rồi, bây giờ hổ lại xuất hiện. Dân làng ta sẽ làm cách nào đây? Mẹ, con sẽ thay cha bảo vệ mẹ. Nhưng con không biết phải làm sao đây. Con muốn giúp đỡ và bảo vệ dân làng. Nếu vậy thì con phải rèn luyện bản thân thật khỏe mạnh, phải tài giỏi mới có thể đối đầu với thú dữ. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Các chú bác cứ vào trong nhà, chúng ta cùng nhau bàn tính kế diệt trừ thú dữ. Đúng rồi, chúng ta hãy tìm cách diệt trừ nó để bảo vệ sự yên bình cho ngôi làng. Nó to lắm, tôi e rằng chúng ta không diệt được nó, mà chỉ tìm cách cho nó đừng xuống làng thôi. Ông nói đúng. Tại sao ta bắn không trúng mũi tên nào vậy? Chắc mình phải cố gắng hơn nữa. Hansen, con phải kiên nhẫn luyện tập, đừng nản lòng. Có chí, ắt làm nên con à. Con cũng cố gắng lắm, nhưng từ chiều đến giờ chẳng trúng mũi tên nào. Có ai không học mà nên khôn đâu. Con hãy cố gắng kiên trì luyện tập, rồi cũng sẽ thành công thôi. Bà con mau đến đây. Đến đây. Con hổ rất lớn, chúng ta không giết được, cần phải đề phòng nó xuống đây. Ban đêm đốt lửa trước cổng làng, hổ thấy lửa sẽ sợ. Làm sao chúng ta lên rừng lấy củi đây? Chúng ta phải đi đông người, đi thành từng đoàn để còn ứng biến giúp đỡ lẫn nhau. Ban đêm bà con khóa cửa, che chắn cẩn thận. Khi có động thì gõ nồi, gõ thùng thật lớn. Nhà khác nghe thấy tiếng gõ thì phải gõ theo, cho hổ kinh sợ mà bỏ chạy. Bà con nhớ rõ không? Bác trưởng làng ơi, nhà tôi có nuôi gia súc, vậy phải làm thế nào để bảo vệ gia súc đây? Chúng ta phải đóng chuồng nhốt chúng vào, chung quanh đào hố đặt bẫy. Hay là các mũi tên này bị cùn, ta phải chuốt lại cho thật sắc. Thôi, chúng ta mau về nhà. Bà con hãy cẩn thận cửa nẻo, chuồng trại nha. Hôm nay con luyện cung cũng có chút tiến bộ đó. Mẹ nghĩ con phải có sức lực, mạnh mẽ hơn thì mũi tên mới cắm sâu vào bia được. Dạ, nhưng thôi, mẹ nên vào nhà ngủ đi, con luyện thêm một chút nữa. Tao luyện cung có sai chỗ nào không? Ở tập trước, dân làng sợ hãi vì thú dữ xuất hiện và giết hại nhiều người nên tụ họp nhau bàn cách đề phòng. Trong khi đó, Hansen ngày đêm luyện tập bắn tên, vì mải mê luyện tập
nên chàng không hề hay biết một con yêu tinh xuất hiện phía sau chàng. Ngươi cười cái gì? Bắn tên quá dở. Dở thì ta cố luyện tập thêm. Nhưng nhà ngươi là ai? Yên ngựa. Yên gì thì yên, hãy để ta yên. Ta đã nói cậu bắn quá dở mà. Kệ ta. Trả lại cho ta. Tay của ta. Ngươi đi chỗ khác chơi, để cho ta tập luyện. Nếu không ta bắn thật đó. Xin tha mạng cho tôi. Tôi chỉ đùa giỡn chút thôi mà. Ngươi ở đâu thì về đó đi. Đừng có phá ta nữa mà. Ta cần phải tập luyện trừ thú dữ để giúp đỡ dân làng của ta. Nhưng ngài bắn tung dở quá. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu người trên lưng ngựa, ai cũng tài giỏi, bách phát bách trúng hết á. Sao ngươi biết? Thì tôi là cái yên ngựa mà. Và tôi đã từng có rất nhiều chủ nhân, họ rất tài giỏi. Ê, cho tôi theo hầu ngài đi, tôi sẽ dạy ngài bắn cung. Ngươi có hình thù như vậy, mẹ ta mà nhìn thấy chắc chết ngất luôn á. Ngài đừng có lo, tôi có thể biến thành cái yên ngựa hoặc là hình thù khác, mẹ ngài sẽ không sợ đâu. Lo, nghe đây. Nhà vua giết cáo thị, hễ ai trừ hại cho dân một con thú dữ nào thì được trọng thưởng. Lo. Con bắn được không mẹ? Con trai mẹ giỏi lắm. Nhưng con hãy nhớ câu này: thắng không kêu, bại không nản nha. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Con hãy dùng tài bắn cung của mình để bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt thú dữ. Và nhớ là đừng bắn những loài thú nhỏ, tội nghiệp lắm. Dạ mẹ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Cảm ơn ngươi đã luyện tập cho ta. À, mà ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp ta vậy? Mấy chục năm qua, tôi cô độc một thân một mình, không có người bạn nào để vui đùa nói chuyện hết. Bản thân của tôi là phải nằm trên lưng ngựa. Không được như vậy nên tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Được rồi, hễ có dịp á thì ta sẽ giúp ngươi mà. Hôm nay ta vào rừng để tập luyện thêm. Ngươi ở nhà nha. Chủ nhân, ngài đi mau về mau. Mẹ ơi, con đi nha. Hãy để ý và bảo vệ mẹ của ta. Ngài yên tâm, thưa chủ nhân. Tiếng gầm này là tiếng của hổ. Nghe gần quá. Chắc nó đang ngồi cùng heo của nhà nào. Nhưng mà nó đâu rồi? Cụ ơi, cụ ngồi yên trong đó, đừng chạy ra nha. Con không giúp được đâu. Nó xuống làng, cụ lùa heo vào chuồng mà không kịp, nên nó lôi đi hai con to nhất. Cụ bị ngã nên trật chân rồi. Người dám xuống đây giết hại dân làng sao? Người thật đáng tội mà. Con hổ bị bắn hai mũi tên rồi. Con giết nó đi con ơi. Dân làng ơi, mau đi giúp đỡ một tay đi.
Ở tập trước, con yêu tinh yên ngựa xuất hiện phá phách rồi xin được theo hầu Hansen. Bởi vì nó quá cô độc nên muốn có bạn để chơi và ao ước có con ngựa để bản thân mình trở nên hữu dụng. Nhờ khổ luyện và được yêu tinh yên ngựa dạy bắn cung, Hansen đã bắn rất giỏi. Bất ngờ, con hổ liều lĩnh xuống đến làng để bắt mồi. Hansen ra tay bắn, con hổ bị thương bỏ chạy vào rừng. Hansen rượt theo, mẹ Hansen lo lắng nên cũng chạy theo phía sau. Alex, con chạy theo thật nhanh ngăn mẹ của Hansen lại, kẻo bà ấy gặp nguy hiểm. Bác Trưởng Làng nói thím đừng chạy vào rừng, kẻo gặp nguy hiểm. Nhưng Hansen nấp vào rừng chỉ có một mình thôi. Cháu biết, nhưng thím hãy chờ bác Trưởng Làng tới rồi hãy tính. Cháu xin vào đó phụ giúp với Hansen diệt hổ mà. Không ngờ Hansen lại bắn cung giỏi như vậy. Hansen vào rừng chỉ có một mình ư? Sao cậu ấy can đảm vậy? Trời ơi, thật kinh khủng, không nên đâu. Trưởng Làng, chúng ta cùng kéo vào rừng để hỗ trợ Hansen chứ. Chỉ để thanh niên trai tráng cùng với tôi vào đó thôi. Bà con còn lại toàn là phụ nữ, không thể vào đó được. Ông không vào đó được đâu, Trưởng Làng à. Ông phải ở vòng ngoài để còn chỉ đạo người vào tiếp ứng chứ. Dạ, chuyện này hãy để thanh niên trai tráng như con vào hỗ trợ với em Hansen thôi. Thưa Trưởng Làng, để con, anh Alex và Anton đi vào rừng thôi. Các bác các chú hãy chờ tin chúng con. Vậy thì ba cháu vào ngay đi. Chúng ta cần phải đến sát bìa rừng để chờ đợi và có thể giúp họ khi cần thiết. Đúng vậy, chúng ta phải đi theo hỗ trợ con cháu chúng ta. Hansen! Hay là Hansen bị sao rồi phải không? Nãy giờ đâu có nghe tiếng hổ gầm, chứng tỏ là nó đang bị thương nên không xuất hiện đó. Hay là chúng ta vào sâu trong rừng rồi gọi cô ấy. Hansen ơi! Em ở đâu? Hansen! Em ở đây. Em đi theo vết máu của con hổ tới đây. Có ba anh đi cùng hỗ trợ cũng tốt, nhưng ta không thể để các anh gặp nguy hiểm được. Ba anh leo lên cây núp sẵn, để một mình em đánh động nó. Không thể được, bọn anh vào đây hỗ trợ cùng em mà. Để em một mình chiến đấu với hổ thì không được đâu. Em hiểu, nhưng em nghĩ một mình em dễ xoay sở hơn. Nếu lúc đó không xuể thì nhờ các anh giúp sức thêm cũng được mà, có phải không? Đúng vậy. Mau ra đây, có ta chờ đợi ngươi nè. Nếu thấy nguy hiểm thì gọi lớn, bọn anh sẽ xuống ngay. Cẩn thận, hổ xuất hiện rồi. Hansen à, em thiệt là giỏi. Vậy mà trước giờ dân làng không ai biết em tài giỏi tới vậy đó. Đúng vậy, bọn anh thường xuyên đi săn mà cũng không bắn cung tài địch với em đâu. Mọi người tránh ra. Nó quấn cả hai tay chúng ta rồi. Các anh có sao không? Tụi anh thì ổn rồi, nhưng không biết là anh Alex có sao không nữa. Hay là anh khiêng anh ấy ra ngoài cho dân làng cứu, được không? Không kịp đâu. Hai anh khiêng anh Alex nấp vào hốc đá nào đó đi. Nhanh lên. Nè, ta tha cho người đó. Hãy đi đi. Ở tập trước,
Hansen chạy vào rừng theo dấu con hổ bị thương. Dân làng lo lắng nên đã có 3 thanh niên khỏe mạnh xung phong vào rừng giúp đỡ Hansen. Họ tiêu diệt được hổ dữ. Cả 4 người chưa kịp mừng thì một con trăn to lớn xuất hiện. Vì không đề phòng, con trăn đã quấn chặt lấy 3 người thanh niên. Hansen bắn tên giải cứu 3 người bạn, nhưng chính chàng lại bị nó quấn chặt. Ôi, Hansen bị nó quấn rồi. Hansen, em cố gắng rút được hai tay ra thì mới thoát được. Sao trong đó yên lặng quá vậy? Bọn trẻ có chuyện gì không? Lúc nãy thì ầm ầm như trời nghiêng đất lở, bây giờ thì yên lặng. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Với tài bắn cung của Hansen, tôi tin cháu nó chắc sẽ diệt được hổ rồi. Diệt được rồi sao vẫn chưa ra? Hay là... hay là bà cháu kia có bị gì chăng? Mau thả ra cung tên kia. Các anh bắn tên nó có hiệu quả đó. Em rút ra được một tay rồi. Mày thả ta ra không? Không thả thì đừng trách ta. Em có sao không? Em vào hốc đá làm nghỉ một chút đi. Nó bị thương nặng rồi. Sao em biết mà bắn vào cổ họng nó vậy? Em không sao rồi. Do té hơi đau thôi. Em thấy da nó dày quá nên nghĩ phải bắn vào miệng thôi. Tại sao ngươi không ở yên ở trong rừng sâu mà lại ra đây hại người làm chi? Lại đến nỗi phải bị như vậy chứ? Loài người chúng ta đâu có hại gì lũ các ngươi, sao phải gây nguy hại cho chúng ta chứ? Thôi, chúng ta mau quay về. Kể từ bây giờ làng chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ừ, chắc dân làng đang đợi đó. Chúng ta mau quay về thôi. Hai người tránh ra. Trời ơi, em có đủ sức hạ nó không? Được lắm, cứ lại đi. Đừng ăn hiếp loài người chúng ta nha. Đây là tiếng gầm của con báo. Không lẽ các cháu đụng độ một lúc cả hai con mảnh thú sao? Thôi nguy rồi, trưởng làng ơi. Con này là em tiêu diệt đó hả? Chứ còn ai nữa? Một mình em ấy chiến đấu. À không, cũng nhờ các anh. Giờ chúng ta đi về. Nhờ dân làng vào đây lôi xác mãnh thú, dâng cho vua lãnh thưởng. Không chờ được nữa, chúng ta đem giáo mát cung tên theo, mạnh dạn vào rừng cứu bọn trẻ. Phải vào thôi, chúng ta không tiến vào. Đi thôi. Ta hứa bắt một con ngựa cho cái yên, nhưng ta biết tìm con ngựa ở đâu bây giờ? Rừng này không biết có con ngựa nào không đây. Sao hôm nay khu rừng yên tĩnh lạ thường vậy? Nhỏ bé kia không? Ta cho người biết tay. Người cứ đậu trên vai của ta, xem chim ưng làm gì được nào. Ở tập trước, nhờ hai trai làng giúp và sự mưu trí của Hansen, con trăn cũng thua trước chàng trai dũng cảm. Hansen vì lời hứa kiếm một con ngựa cho cái yên làm bạn và cũng để cái yên trở thành vật hữu dụng, nên chàng lang thang đi tìm ngựa.
Tại đây, Hansen gặp con chim ưng to lớn đang đuổi bắt con chim hồng tước nhỏ bé. Bất bình, Hansen can thiệp thì bị con chim ưng tấn công. Người dám hiếp đáp chim nhỏ thì ta cho ngươi một bài học. Đó, ta đã nói đừng ăn hiếp chim nhỏ mà ngươi lại không nghe. Thôi, để ta rút tên ra, ngươi tự chữa trị vết thương đi. Ngươi mau về tổ đi, đừng rong chơi nữa mà gặp nạn. Ân nhân, xin dừng lại. Cô là ai? Tôi là tiên nữ, là chim hồng tước. Cô là tiên thật sao? Tôi chính là tiên nữ, là đệ tử của Thiên Nga Trắng Nữ Dương. Ân nhân cần gì, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này. Mình không cần tiền tài gì cả, mà cũng chẳng có ai ước sống mãi không chết. Cảm ơn tiên nữ, tôi không cần gì cả, chỉ mong muốn sống vui vẻ, bình an với mẹ già thôi. Tôi mang ơn thì phải trả, xin chàng đừng để tôi phải áy náy. Nào, chàng hãy nói đi, hãy nói là mình cần thứ gì đó. Thật ra tôi vào đây chỉ cốt tìm một con ngựa, vì tôi đã có cái yên rồi, nên không mong muốn gì khác hết. Tôi sẽ tự đi tìm con ngựa, tôi không cần cô trả ơn gì đâu. Tôi biết có một con ngựa tốt nhất trên đời, đó là con thần mã, chạy nhanh hơn gió. Ai có được nó thì người đó sẽ có thể đi đến muôn nơi. Con thần mã sao? Chạy nhanh hơn gió à? Từ đây đi thẳng về hướng bắc, chàng sẽ tới một cái hồ. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, thần mã sẽ chạy tới bên hồ uống nước. Khi đó chàng sẽ bắt giữ lấy thần mã. Nhưng chàng nhớ kỹ, thần mã muốn vùng vẫy thế nào, chàng cũng không được thả nó. Nó không chịu cho tôi bắt nên dùng dãy để thoát. Tôi làm sao để ép nó theo mình? Chàng nhất định không thả nó ra thì chàng sẽ thuần phục được nó thôi. Hãy nhớ lấy lời ta căn dặn nhé. Nó có vùng vẫy cỡ nào, chàng cũng không được buông tay. Ta sẽ có một con thần mã để cậu có thể ngồi trên lưng nó. Mà mẹ của ta đâu rồi? Mẹ của chủ nhân đang bắt cá ngoài ao sau nhà. Ngài yên tâm đi, có tôi ở đây, bà sẽ không sao đâu. Còn chuyện thần mã là sao? Làm sao để có được thần mã? Hãy kể cho tôi nghe với chủ nhân. Ta sẽ đi tìm thần mã. Thích quá, không ngờ tôi sắp được làm bạn với thần mã. Cả ba chúng ta là bạn với nhau. Ôi không, ngài là chủ nhân của hai chúng tôi. Con ơi, có việc gì vui con hãy nói cho mẹ biết đi. Con cứu được chim hồng tước khỏi chim ưng. Không ngờ chim hồng tước là tiên nữ, cô ấy chỉ cách cho con thu phục thần mã đó mẹ. Thần mã à? Vậy thì tốt quá. Con đang lo buồn chuyện gì? Hãy nói rõ cho mẹ nghe đi nào. Nhưng ở nhà chỉ có một mình mẹ, con thật sự là không có an tâm. Mẹ không sao đâu, mẹ biết lo cho bản thân mình mà. Con đừng lo cho mẹ, hãy mạnh mẽ lên. Nhưng con đi thì phải hết sức cẩn thận nha. Mẹ cứ yên lòng, con nhất định sẽ cẩn thận. Tôi cũng nhờ ông bạn dạy bắn cung nên mới có thể trừ hại cho dân. Tôi cảm ơn ông bạn thật nhiều. Ôi không đâu chủ nhân, ngài thành công là do năng lực của ngài đó chứ. Tôi thật sự nể ngài mà. Ngày mai chúng ta đi thu phục thần mã, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho mẹ già. Chủ nhân đừng có lo, khi ngài đi vắng á, tôi thấy có vài người phụ nữ qua giúp đỡ mẹ của ngài đó. Được, vậy ta yên tâm phần nào. Ta muốn ngủ một chút cho lại sức, ngày mai lên đường.
Ở tập trước, sau khi Hansen và các trai làng tiêu diệt được mãnh thú trừ hại cho dân làng, chàng đi tìm con ngựa tốt cho cái yên yêu tinh đã dạy chàng bắn cung. Tình cờ chàng cứu được cô tiên là chim hồng tước, cô đã chỉ cho chàng đường đi tìm thần mã và cách thu phục nó. Ông bạn có ăn không? Thưa chủ nhân, tôi không cần phải ăn bất cứ thứ nào hết. Mà ngài đi bộ như vậy thì lâu lắm. Chứ ta biết đi bằng gì? Ông bạn không ăn thì có uống nước không? Không ăn, không uống thì người nhẹ tên. Đặt lên lưng con thần mã khi nó phi nhanh thì ông bạn bay mất tiêu luôn đó nha. Thôi đúng rồi, ngài nói tôi mới nhớ. Tôi chỉ biết phép thuật là đưa bất cứ thứ gì lên cao hay xuống thấp thôi. Thì liên quan gì chứ? Sao mà không liên quan? Tôi có thể đưa ngài lên cao hay hạ ngài xuống thấp để có thể đến chỗ thần mã nhanh hơn. Cảm ơn ông bạn đã giúp ta đi được tới đây. Cảm ơn cái gì? Bổn phận của tôi là phải tuân phục ngài mà. Ai giúp đỡ mình thì phải cảm ơn. Mẹ của ta đã dạy như vậy. Mà ông bạn nghĩ như thế nào về ta? Chủ nhân là một người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, hiền lành trung thực nữa. Ồ, ta ghê gớm tới vậy sao? Không đâu, ta cũng sợ lắm á. Chủ nhân thấy tôi hình thù như vậy á mà còn không sợ thì còn sợ cái gì được? Khi ta nhìn thấy mấy con mãnh thú thì ta cũng sợ lắm. Nhưng lúc đó suy nghĩ cần phải trừ hại cho dân lành, cho mẹ ta được sống bình an thì ta hết sợ nữa. Chủ nhân hiếu thảo và rất can đảm, tôi xin theo hầu chủ nhân thật không sai. Ông theo ta mà ta không giúp được ông cái gì, ta áy náy lắm. Tôi theo hầu một người nhân hậu trung thực là vinh hạnh cho tôi lắm rồi. Thôi ngài ngủ một chút đi, sáng mai tôi sẽ gọi ngài dậy. Nè chủ nhân, chủ nhân, thức dậy và chuẩn bị đi. Chim tiên dạy ta không được buông nó ra. Nào, để xem ngươi thua hay ta thua nhé. Ông thần mã này, làm thêm mấy lần như vậy nữa thì ta không chống cự nổi. Phải làm sao đi? Này ông bạn, ngoan đi. Ông theo ta để giúp đời, trừ hại cho dân, chứ không phải ta là người xấu đâu. Ngươi đã giúp được đời cái gì rồi? Ta đã diệt hổ, trăng và báo để trừ hại cho dân làng của ta. Chỉ dựa vào mỗi mình ngươi thôi hả? Ta làm chứng đó, chủ nhân của ta đã tiêu diệt ba con mãnh thú đó. Ai nói đó? Ta chính là yên ngựa, vì nể trọng chủ nhân nên mới đi theo hầu ngài ấy. Thưa chủ nhân dũng cảm, tôi cũng xin thần phục ngài. Bây giờ ngài muốn đi đâu? Ta muốn được xem mọi người trên đất nước Bảo Bình này sinh sống ra sao. Thần mã, hãy đến kinh thành. Thưa chủ nhân, ngài hãy đi xem đi. Khi nào cần, ngài chỉ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay. Nơi này rất gần kinh thành, sao lại quan tàn, sơ xác như thế này? Tại sao đang cầu nguyện mà cụ ấy lại khóc? Có quẩn khúc gì đây chăng? Thưa chủ nhân, tôi nghĩ là họ đang gặp chuyện gì đó. Ngài hỏi thử xem sao. Cụ ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hỏi người khách lạ, người không biết rằng ở đây chúng tôi sắp chết khát rồi sao? Xin cụ hãy nói rõ cho con biết, xem con có giúp được gì không? Tại sao lại chết khát? Không lẽ cả một đất nước mà không có nước uống hay sao? Không giúp được đâu,
Người nhìn xem, ở dưới chân núi phía tây kia có dòng suối, bên cạnh còn có một cái hồ, nước trong vắt, sạch sẽ. Hồ nước đó chính là nguồn sống của chúng tôi. Ai ngờ đâu, có một con quảng xà ở đâu tới. Đến hôm nay, nó ăn thịt mấy chục người rồi, không ai dám đến lấy nước nữa, đành phải chịu khát thôi. Hai đứa cháu của tôi, tụi nó thường ra hồ chơi, bị con mãng xà đó nuốt vào bụng rồi. Ôi, hai người con của tôi, con ơi là con. Con mãng xà này, dám hiếp đáp dân lành như thế sao? Để con đi lấy nước cho, xem nó làm được gì. Ở tập trước, Hansen thu phục được con thần mã. Chàng muốn nó đưa đến kinh thành để xem cuộc sống của người dân. Không ngờ người dân bị con mãng xà chiếm giữ hồ nước, ai đến gần thì bị nó nuốt sống. Vì vậy, mọi người tại đây đang đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Sao chủ nhân không gọi thần mã để đi cho nhanh? Chuyện này nhỏ quá, không cần phải gọi thần mã đâu. Tôi thật sự nể phục ngài đó, vì người dân mà chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Không lẽ ông thấy ta gặp nguy hiểm mà bỏ hả? Tôi không đủ sức hạ được con mãng xà đâu chủ nhân à. Con mãng xà lớn quá. Tôi thấy rồi chủ nhân, hèn chi người dân rất sợ hãi. Nhìn nó mà nhớ tới con trăng quấn ta lúc trước, khủng khiếp thiệt. Chủ nhân cứ tự nhiên múc nước đi, đừng có tỏ vẻ sợ hãi nó. Nước đã có rồi sao? Ôi, thiệt là bất ngờ à. Có nước rồi bà con ơi. Bà con đến đây uống nước đi. Có nước rồi. Bà con uống từ từ, đừng uống nhanh quá sẽ bị sặc nha. Tôi nghĩ rằng thùng nước này nên chia cho người già, phụ nữ và trẻ em uống trước. Mọi người nghĩ sao? Thưa quốc vương, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đã dám đến hồ nước múc nước đem về cho dân uống mà không bị sao cả. Làng kia có dũng sĩ giết một lúc 3 con mãnh thú. Ở đây có một người dám đến trước mãng xà xách nước, vậy là có người tài giúp ta cứu dân rồi. Hãy đưa ta đến đó. Để bà con được yên ổn sinh sống, tôi xin đi tiêu diệt con mãng xà hại người này. Thiệt hả? Đúng rồi đó. Quốc vương cũng có đem một đội lính tiêu diệt nó, nhưng nó quật ngã tan tác lính trang, còn nuốt 4 người một lúc vô bụng đó cháu à. Chắc có lẽ là nó no bụng rồi nên không muốn nuốt thêm ai nữa. Cậu bé này lấy được nước chính là nhờ vậy. Hay là chúng ta cùng kéo tới, mỗi người một thùng nước rồi chạy về. Hãy cho ta biết dũng sĩ nào dám lại hồ lấy nước vậy. Muôn tâu quốc vương, thần tên là Hansen. Hansen, có phải người vừa mới giết một lúc hổ trăng và báo đó không? Tâu dân, chính là thần thưa quốc vương. Đúng rồi. Người làng của ngươi đã được nhận thưởng rồi, vì sao hôm nay ngươi lại lên kinh thành? Hãy đứng lên nói ta nghe. Thưa quốc vương, thần chỉ muốn đi khắp nơi để xem cuộc sống của người dân như thế nào. Nếu họ có gặp nguy hiểm hay cần gì thì thần sẽ giúp đỡ họ. Khá khen cho nhà ngươi tuổi trẻ tài cao, mà lại có lòng trung thành với nước, biết yêu thương, giúp đỡ người. Nếu trừ được mãng xà, ta sẽ trọng thưởng. Ngươi có muốn làm quan không? Đúng rồi, hãy làm quan đó. Đúng rồi đó. Cảm ơn quốc vương đã quan tâm, nhưng thần không muốn bị ràng buộc nơi quan trường, chỉ muốn ngao du thiên hạ thôi.
Trời cũng đã về chiều rồi, xin cho thần được đi sớm để đánh đuổi mãn xà, trừ hại cho dân. Hansen, nhà ngươi cần bao nhiêu quân lính? Thần không cần quân lính nào cả, chỉ một mình thần thôi, thưa quốc vương. Ở tập trước, Dương Quốc Bảo Bình bị con mãn xà chiếm cứ hồ nước, giết hại con người, làm người dân lâm vào cảnh thiếu nước trầm trọng. Hansen lấy nước giúp người dân, chàng quyết định phải diệt con mãn xà để bảo vệ người dân. Chủ nhân, ngài lo lắng điều gì mà thở dài vậy? Mãn xà có chất độc. Buổi tối mắt nó lại sáng hơn con người nữa đó. Ngài đã từng bị trăng quấn nên ám ảnh bởi con vật này thì không có gì lạ. Chủ nhân, sao lâu quá ngài không gọi tôi? Được, ông ấy là yên ngựa đó. Chủ nhân, chúng ta đang lo lắng về trận chiến sắp tới với con mãn xà. Bây giờ ngài không giúp chủ nhân á thì còn đợi lúc nào nữa? Chiến đấu với mãn xà hả? Tôi sẵn sàng giúp chủ nhân mà. Vấn đề là chủ nhân đang e sợ sự nguy hiểm vì nó có độc, chưa tìm được cách để chế ngự nó đây. Ngài phải tự tin lên. Nếu chủ nhân mà chiến thắng con mãn xà thì sau này ngài sẽ không sợ bất cứ mãnh thú nào nữa. Ngay cả tôi tài giỏi như vậy mà ngài còn không sợ thì không cần phải sợ con nào hết. Ngài tài giỏi quá ha. Tôi cũng tài giỏi vậy. Không tin hỏi chủ nhân đi. Chính tôi đưa chủ nhân đi thật nhanh đến đây gặp ngài đó. Ta không biết ngươi tài giỏi ra sao. Ủa? Thì ra nhà ngươi gián tiếp làm cho ta mất tự do đó hả? Vậy thì ngươi biết tay ta. Chủ nhân ơi, cứu tôi. Hậu chủ nhân giúp đời, giúp người mà ngài nói là mất tự do hả? Chủ nhân, con ngài nói vậy có đúng không chứ? Không sao, thần mã đang đùa ngươi thôi. Chủ nhân, ngài hãy tự tin lên, chúng tôi sẽ giúp ngài diệt trừ con mãn xà đó. Được rồi, cả hai yên tâm. Hai lần trước ta đã làm ngơ cho nhà ngươi, giờ lại tới đây làm gì nữa? Được lắm, lần này ta sẽ nuốt sống ngươi. Khá khen cho ngươi dám tới đây quấy nhiễu dân lành. Ngươi ở đâu thì về nơi đó, ta sẽ tha cho ngươi mà không tính toán. Chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Chủ dân ta nhân hậu, muốn tha chết cho mi, vậy mà mi còn không biết hay sao? Để ta xem chủ tớ nhà ngươi làm gì được ta. Con mãn xà phun khói độc khiến ta không nhìn thấy được gì. Thần mã, ngài xuống thấp một chút đi, để tôi còn nhìn thấy con mãn xà đang nằm ở đâu mà làm đôi mắt cho chủ nhân chứ. Nó ở bên trái kìa, đang ngóc đầu lên. Bắn đi. Ngài bắn chặt hai mũi rồi, còn một mũi thì có trúng vào mình nó kìa. Tôi không quen ngồi trên lưng ngựa bắn tên. Thì bây giờ con nói làm bi mà tập đi. Thần mã làm chân, tôi làm mắt cho ngài. Nếu không tiêu diệt được nó thì cả ba chúng ta khó có thể trở về được. Ta nằm yên và chờ đợi chúng bay xuống thấp hơn. Nó sẽ dịch sang chỗ khác, cuộn tròn rồi nằm yên. Chắc nó nằm nghỉ mệt. Thừa cơ hội này chúng ta tấn công đi. Cứ chờ xem, con này khốn thật, nó nhả khói để chúng ta không thấy nó mà xuống gần hơn đó. Chỉ còn ba mũi tên này, bắn không trúng nữa thì không còn cách nào khác. Cứ tự tin lên chủ nhân à. Lúc này chính là lúc việc đó được rồi đó chủ nhân. Hãy coi mũi tên của ta. Ta hứa sẽ cung cấp cho ngươi nhiều bò, ngựa và phong ngươi làm tể tướng. Quốc vương nói đúng, người dân chúng tôi coi ngài như vị thần, xin ngài nhận chức quan để bảo vệ người dân chúng tôi. Xin hãy ở lại với chúng tôi. Xin cảm ơn quốc vương đã chiếu cố đến thần. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi.
Nhưng tôi chỉ muốn đi khắp nơi để giúp đỡ người đang gặp khó khăn thôi. Ơi, ngài cần phải đến. Nơi này là nơi nào? Sao người biết nơi đây mà đưa ta đến? Ôi thôi đi ông thần, tôi nhức đầu quá à. Ông nói chứ là có nhảy nữa. Ta đang mừng vì đến nơi đây chúng ta sẽ có thêm một chủ nhân nữa. Thêm một chủ nhân nữa là làm sao? Người nói vậy là sao? Thiên hai cứ đi vào kinh thành rồi sẽ rõ thôi. Tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Quốc dương vạn tuế, dương quốc hạnh phúc vạn tuế. Chào thần dân của dương quốc ta. Chào quốc dương hạnh phúc. Chào quốc dương hạnh phúc. Chào quốc dương hạnh phúc. Là ngày gì mà quốc dương và các công chúa ngồi kiệu diễu hành như vậy, thưa ông? Chàng trai trẻ chắc là người từ xa tới đây nên không biết. Hôm nay là ngày dành cho các chàng trai thi cưỡi ngựa bắn cung đó. À, chỉ có vậy thôi. Nhưng sao các cô công chúa lại diễu hành trên đường phố vậy? Ồ, chàng trai trẻ không biết rồi. Thì các chàng trai tài giỏi sẽ được các cô công chúa chọn mà ném thú cầu. Người đó sẽ là phò mã của vương quốc này. Ai cũng có thể thi, kể cả người ở những nơi khác đến. Cuộc thi thứ nhất, thi cưỡi ngựa. Chủ nhân, ngài mau nhảy lên, tôi sẽ cho ngài thắng trận đầu tiên. Ta không có ý muốn thi mà. Không được, bắt buộc ngài phải thi. Chủ nhân đã không muốn thi, vì sao ngài vẫn muốn ép chủ nhân thi chứ? Người biết gì mà nói. Nào chủ nhân, mau lên ngựa thôi. Không biết thì phải nói cho người ta biết chứ, làm gì xấu tính dữ vậy. Thôi được rồi, ta đồng ý thi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Bắt đầu cuộc thi thứ hai, thi bắn cung. Ngồi trên lưng ngựa bắn cung không phải là chuyện dễ. Lúc chiến đấu với mãn xà, người đứng yên nên ta mới bắn trúng nó chứ. Chủ nhân hãy nghĩ là mình đang ngồi trên ghế và tự tin lên. Tôi sẽ đứng yên cho chủ nhân bắn cung. Cuộc thi này ngài cũng phải thắng thì mới đến cuộc thi gieo tú cầu chọn phò mã. À, giờ tôi mới nghĩ ra, có thêm chủ nhân chính là đây nè. Được rồi, lúc đó tôi sẽ đứng yên, không nhúc nhích gì cả. Chủ nhân yên tâm. Thần tinh Hansen là thợ săn nghèo ở vùng quê tại Dương quốc Bảo Bình. Ngươi cưỡi ngựa giỏi, bắn cung tốt, nhưng ta không thể nào gả công chúa cho ngươi được. Hãy nhận vàng và rời đi đi. Thần chu du khắp nơi cũng chẳng cần vàng bạc đem theo làm gì. Xin quốc vương hãy tặng thưởng cho người khác. Chàng ấy không coi trọng tiền tài, danh vọng. Ta rất cảm ơn. Ở tập trước, Hansen đến vương quốc hạnh phúc. Tại đây có cuộc thi kén chồng cho ba công chúa. Hansen thắng cả hai cuộc thi. Nhưng vì nghèo nên quốc vương không muốn Hansen tham gia vòng thi ném tú cầu. Chàng quyết định từ bỏ cuộc thi.
Hansen chuẩn bị rời đi thì những quả thuốc cầu của các công chúa được tung lên. Đi thật hả chủ nhân? Đi như vậy thì làm sao có thêm chủ nhân được nữa. Quốc dân nước này chỉ biết trọng người giàu mà không quan tâm tới người tài, đúng là xấu hổ mà. Ê, chứ không lẽ hai người muốn ta tìm mọi cách để ở lại? Thôi, chúng ta tiếp tục tới nơi khác, xem người dân sống như thế nào. Thì đôi khi cũng phải hạ mình để có được hạnh phúc với chủ nhân. Theo như tôi hiểu về tướng mệnh của chủ nhân thì nơi này chính là cơ duyên của ngài. Vậy thì thần mã, ngài quay lại đi. Chúng ta nên rời khỏi đây. Tôi thấy công chúa Ách Ni nhìn chủ nhân đó. Tại sao con không ném tú cầu? Con không chọn được ai từ các chàng trai này sao? Con chọn chàng ấy. Con chọn ai nào? Thì ra con chọn chàng trai nghèo nàn đó sao? Nè, ông làm gì vậy thần mã? Nhìn lên thần mã ơi. Phụ vương, sao gia lại làm như vậy? Không lẽ trời lại sắp đặt như vậy sao? Ngươi nhận quả cầu của công chúa Annette, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Tâu quốc vương, cha thần là quan tể tướng, sự giàu có của cha sẽ mang lại cho công chúa sung sướng và hạnh phúc. Công chúa Annette, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Phò mã là con quan tể tướng thì rất giàu có. Con đồng ý, thưa phụ vương. Mặc dù ta chưa có công danh sự nghiệp gì cả, nhưng vàng bạc của cha ta thì có thể cho công chúa suốt đời sống trong sự giàu sang. Phụ vương phải ban cho phò mã một chức vị thì mới xứng với con. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Karina, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Cha thần là thương gia buôn bán dược liệu quý, thần sẽ nghe hết những lời công chúa dạy. Công chúa Karina, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Chị Annette có chồng là con quan đại thần, còn mình thì thôi kệ. Chọn anh chàng nhút nhát này, có khi mình nắm quyền anh ta cũng được đó. Chàng làm gì để cho ta hạnh phúc, sống cuộc đời giàu có đây? Cha của ta kinh doanh dược liệu quý hiếm, không phải ở đâu cũng có. Nàng sẽ suốt đời không sợ đau yếu bệnh tật gì cả. Con chịu phò mã này, nhưng cha phải cho chồng con một chức vụ cao đó nha. Con nghĩ sao? Có hợp ý con không? Bây giờ thay đổi cũng không muộn đâu. Con thích dáng vẻ hiên ngang anh dũng, sự trung thực của chàng ấy. Cho dù cuộc sống có nghèo khó, con cũng chịu được, thưa cha. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Adni, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Nhà thần nghèo lắm, chỉ nuôi dê lấy sữa uống, không cần vàng bạc châu báu hay chức tước chi cả. Chỉ dâng công chúa tấm lòng trung thực này thôi, tâu quốc vương. Chỉ có kẻ không bình thường mới không cần vàng bạc châu báu. Chỉ có tấm lòng trung thành thì con ta có được hạnh phúc không? Đất nước này mang tên hạnh phúc, thì thần tin rằng ai sống trong vương quốc này dù nghèo cũng sẽ được hạnh phúc. Thưa phụ vương, con tin rằng với tấm lòng trung thành của chàng, cho dù chúng con có nghèo khổ cũng vẫn sẽ có hạnh phúc. Chúng nó còn trẻ, không biết sự nghèo đói là như thế nào. Ta sẽ cho chúng nó nếm trải, nhưng không để cho con cái ta phải rời xa khỏi vương quốc này. Nó sống khổ mà ta cũng không biết. Đấy là lời của hai người nói, không cần vàng bạc về địa vị. Ta sẽ cho hai người thấy sự nghèo nàn có làm cho các ngươi hạnh phúc hay không. Toàn dân sẽ tổ chức lễ cưới linh đình cho công chúa Annette và Karina vào ngày trăng tròn sắp tới. Ta cho vợ chồng ngươi 10 con dê. Ngay lập tức hai người phải rời khỏi cung điện.
sống cuộc đời khó khăn, túng thiếu trong vương quốc này, không được rời khỏi đất nước khi không có sự cho phép của ta. Công chúa Agni vì cảm mến Hansen nên nàng bằng lòng cuộc sống thường dân với chàng. Quốc vương có tính ngạo mạn, cố chấp, không chịu thua chàng rể chẳng cần vàng bạc. Ông muốn cả hai phải thay đổi suy nghĩ khi sống nghèo khổ. Thế nhưng hai vợ chồng Hansen lại rất vui vẻ bên nhau. Ủa, ngài làm gì mà đứng không yên vậy? Làm tôi choáng hết cả đầu luôn. Ta dẫn quốc vương nước này không cần người tài giỏi, chỉ cần người nịnh hót thôi. Ngài nói vậy là sao? Có thể nói rõ ra cho tôi hiểu được không? Thì quốc vương cũng cho chủ nhân chúng ta sống với công chúa, nhưng chỉ cho một đàn dê sống trong sự nghèo nàn mà cũng không cho rời khỏi vương quốc. Sao lại vậy được? Chủ nhân là người nhân hậu và tài giỏi mà. Ngươi không tin thì hãy chờ đi. Đó, ngươi xem, ta nói đúng chưa? Thần mã ơi, ngài đừng nhìn họ hoài như vậy. Công chúa không chịu ngồi trên ngựa mà muốn đi bộ cùng với chủ nhân. Coi ra chủ nhân chúng ta đã có vợ hiền rồi. Chủ nhân của ta chứ chủ nhân gì của ngươi? Ta theo chủ nhân trước. Nếu không có ta thì ngài làm gì tìm đến ông? Ta đang bực tức và rất khó chịu, coi chừng ta hất ngươi xuống đất đó. Hai vị làm ơn đừng lên tiếng chứ, kẻo nàng ấy sợ hãi rồi chết khiếp bây giờ. Chuyện của hai người á, ta sẽ nói thật cho nàng ấy biết sao. Ta đi săn bắn, nàng ở nhà cẩn thận. Khi trời sụp tối ta sẽ quay về. Hai vị hãy giúp đỡ chàng nhé. Chủ nhân an tâm. Agni chăm chỉ làm việc, nàng dạy người nghèo may vá thêu thùa rồi đem ra chợ bán. Còn Hansen thì ngày ngày vào rừng săn bắn. Suối ở đây trong vắt, người ở đây uống nước, ta và yên ngựa vào rừng. Khi nào ta gọi thì nhớ vào đón nha. Chủ nhân cẩn thận. Không có một con thú nào, không lẽ ta lại về không sao? Chủ nhân, hay là chúng ta vào sâu thêm một chút nữa? Tôi nghe âm thanh phát ra từ hướng này nè. Hình như có con vật nào đó bị thương. Khỉ ơi, ta tưởng sẽ cứu được ngươi, không ngờ ngươi lại bị chết như thế này. Tôi chưa chết, tôi bám được cành cây, nhưng tôi mệt quá. Yên ngựa, ngươi có cách nào cứu được khỉ không? Không xong rồi, nó còn bám chặt vào cành cây, tôi không có làm phép được. Thần mã, mau đến đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ngươi bay xuống đưa con khỉ lên đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ôi đau, ta đau quá, đau quá. Thưa chủ nhân, đã tới rồi. Xin ngài hãy lên trên đó một mình. Ngươi không đưa ta lên được nữa à? Thưa chủ nhân, không được. Bởi vì muốn lấy được cỏ tiên thì không được dùng đến phép thuật. Tôi e rằng... Ngài e ngại điều gì? Sao không nói thẳng luôn đi mà cứ ngập ngừng như vậy? Ngươi e ngại việc chi?
Vách núi thẳng đứng thế kia, con người như chủ nhân thì làm sao lên nổi. E rằng rớt xuống thì tan xương nát thịt đó. Quả đúng là như vậy. Thần Mã, ngài không có cách nào giúp được chủ nhân hay sao? Ta không có cách nào cả, chỉ mong chờ vào phúc đức của chủ nhân thôi. Ông có thể cho ta sợi dây thừng dài được không? Chủ nhân định làm gì? Rất tiếc tôi không thể giúp được gì cho chủ nhân. Ngài hãy cẩn thận. Chủ nhân thật là thông minh. Ta đã sớm biết chủ nhân rất thông minh rồi. Tôi theo hầu nghệ quả là rất xứng đáng. Nè ông thần mà, hãy dõi theo chủ nhân, để còn có thể giúp đỡ ngài nữa chứ. Ta đã nói là không thể giúp được gì rồi mà. Gì? Hay quá dạ. Lấy hết không chừa cho em gái đi sao chị? Rõ ràng là tham lam quá mà. Sao không ào vô lấy đồ mà còn đứng đó? Về cung rồi, sao không đến thăm phụ vương mà ào vô lấy đồ? Nghe quần thần nói phụ vương bệnh nặng lắm rồi, có nói được đâu, còn thăm chi nữa? Đã không nói được mà phụ vương còn hôi tâm. Nếu vợ chồng công chúa Karina mà chịu được thì vô thăm đi, ta đây không cản. Đúng rồi, nghe nói người của phụ vương lở loét, quần thần không ai dám lại gần. Mình vào lỡ bị lây bệnh thì sao? Tại sao nàng lại nói như vậy? Cha mẹ lâm bệnh thì nhờ con cái thuốc than đỡ đần, lúc này không lo thì còn chờ lúc nào nữa? Hả? Chàng đứng lại, đứng lại đó, có nghe không? Công chúa hãy sắc dược liệu này cho phụ vương uống, có thể sẽ giảm bớt một chút bệnh tình chăng? Ta đã nói là ta không giúp được, sao mà ngươi cứ lải nhải bên tai ta hoài vậy? Ta lớn tuổi hơn ngài, đi theo nhiều đời chủ nhân cho chiến trường, ta có kinh nghiệm nhiều hơn ngài. Chỉ là sao? Ngài là thần, còn ta là yêu tinh. Thôi được rồi, ta thua ngươi rồi. Đừng nói gì đến thần hay yêu tinh nữa, chúng ta cùng theo một chủ nhân thì bây giờ chúng ta cùng dõi mắt theo ngài ấy. Ở tập trước, vì muốn cứu quốc vương đang bệnh trầm trọng, Hansen không ngại nguy hiểm để leo lên núi hái cỏ tiên bằng chính sức lực của mình. Không ngờ, cành cây bị gãy, chàng rơi từ trên cao xuống. Vĩnh biệt mọi người. Ôi, chủ nhân! Mau cứu chủ nhân! Đến phòng của mẫu hậu. Phải rồi, trong đó của cải rất nhiều. Mau, chúng ta chạy đến phòng của mẫu hậu trước nó đi. Chàng làm gì mà chậm chạp quá vậy chứ? Hai công chúa chị con đã về với cha chưa? Chắc cha không sống được nữa. Phụ vương, đừng nói như vậy. Con có giận cha không? Ôi, xin cha đừng nói như vậy. Con nào dám giận cha chứ? Chồng con đâu rồi? Chàng ấy vừa nghe tin phụ vương lâm bệnh, liền đi kiếm cỏ tiên về cứu cha. Bẩm công chúa, hai công chúa lấy những vật báo của các phòng xong thì bỏ đi rồi. Không sao đâu, cứ để cho hai chị ấy muốn lấy gì thì lấy. Chàng ơi, cố gắng mang cỏ tiên về cứu cha.
Cảm ơn thần mã. Ta tưởng là sẽ không gặp được mọi người nữa. Sáng nay tét cành, gãy cây, chủ nhân rơi xuống, chút thì tan xương rồi. Ngày mai ân nhân, không cần bắn tên để leo. Tôi ngậm dây rồi leo lên đó, cột vào thân cây. Như thế sẽ chắc chắn hơn. Ngài nghĩ thế nào? Ồ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi thật nhiều. Ngươi nghĩ ra cách đó hay quá vậy. Tất cả đều dùng sức lực, chứ không phải dùng phép thuật để lên núi. Thật tuyệt vời đó ông bạn khỉ à. Ở tập trước, Hansen suýt chết vì bị rơi xuống vực, nhưng nhờ thần mã cứu, cùng lúc chàng phát hiện các mũi tên cũng rơi mất. Thế là trong lúc không biết làm cách nào để tạo ra các mũi tên đâu, sao tôi không thấy nó? Phải thật cẩn thận mới được. Ta không muốn hại con thú nào. Nếu ông sư tử vui lòng cho ta cây cỏ tiên, thì ta sẽ xuống núi ngay mà không làm gì ông cả. Ta tha cho ngươi, miễn là ngươi đừng thức dậy. Ta chỉ cần hái cỏ tiên để cứu mạng người thôi. Hãy ngủ cho ngon nha. Thôi xong rồi. Ngươi lại sao dám phá giấc ngủ của ta? Tôi nào dám phá giấc ngủ của ngài, chỉ vì vô tình rớt hòn đá trúng ngài thôi. Từ bao lâu nay ngươi và thú không đụng chạm đến nhau, vậy ngươi đến đây để làm gì? Tôi chỉ muốn ngài lấy lòng nhân từ mà giúp cho con người chúng tôi một vị thuốc để chữa bệnh cho cha. Nó muốn hái cỏ tiên đó. Không thể cho. Đuổi nó đi. Dám lên đây. Cả trăm năm nay ngủ hoài, ta rất ngơ ngay. Ta rất bực bội vì nó làm ta thức giấc đó. Xử tội nó đi. Đã lâu ta chưa chiến đấu với ai, bây giờ đừng bỏ qua. Không, tôi không muốn chiến đấu gì cả. Tôi chỉ xin các ngài một nhánh cỏ tiên thôi. Mong các ngài làm ơn giúp tôi có được không? Ngươi có biết là ta đang canh giữ cỏ tiên hay không? Chỉ mà còn dám xin. Đau quá. Con sư tử cười như vậy thì chắc là chủ nhân bị cái gì rồi đó, cho nên nó mới cười như vậy, có đúng không? Vậy sao ngài không bay lên giúp chủ nhân đi? Ngài phép thuật nhiều hơn ta mà. Không phải là ta không muốn giúp, ta còn lo lắng hơn ngươi nữa. Chỉ là nếu dùng phép thuật để đoạt cỏ tiên thì nó không linh nghiệm để chữa bệnh nữa, đem về cũng vô dụng thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà ta lo lắng quá. Sao núi rung chuyển dữ vậy? Chủ nhân chúng ta có sao không? Tiếng gầm này là chắc chắn của con sư tử rồi. Như vậy là chủ nhân chưa tiêu diệt được nó. Như vậy là nguy rồi. Ông mau mau cùng tôi lên đó đi. Ta vẫn còn sống sao? Trước khi ngất đi, ta thấy con sư tử nhảy chồm đến ta, rất hung hãn mà. Chính nhờ chủ nhân nằm sát mép núi, nó phóng đến ngài thì rơi luôn xuống vực rồi. Trời tối rồi, thần mã, ông đưa ta tới cung điện thật nhanh đi.
ở tập trước, vì không thể dùng phép thuật để giúp chủ nhân nên thần mã và yên ngựa rất lo lắng. Nhưng may thay, con khỉ mà Hansen cứu lúc trước, nó đến để giúp đỡ. Nhờ vậy, Hansen lên được đến đỉnh núi, chàng bị sư tử chín đầu tấn công. Hansen chiến thắng nhưng chàng cũng bị thương và bất tỉnh. Còn sư tử rơi luôn xuống vực, Hansen hái được hai cây cỏ tiên, rồi chàng được thần mã đưa về cung điện. Nàng cho ngài ăn cỏ tiên, nhanh lên. Tại sao phò mã bị thương tích như vậy? Chồng con lên đỉnh núi hái cỏ tiên trị bệnh cho cha. Phò mã Hansen, ta sẽ truyền ngôi cho con. Phụ vương sao vậy? Người vẫn chưa khỏe sao? Chàng ơi, tại sao phụ vương lại như thế này? Ngài vẫn còn thấy mệt sao? Hay là cỏ tiên không hiệu nghiệm? Ta khỏe mà. Sau khi ăn cỏ tiên con đem về, ta cảm thấy còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Sao hai con lại lo lắng như vậy chứ? Dạ, tại vì không ai khỏe mạnh mà. Vợ chồng con tưởng là cha không khỏe nên mới truyền ngôi. Ta ân hận vì đã khinh thường phò mã. Trung thực hiếu thảo, lại coi trọng hai chị em của con mà chẳng quan tâm đến con. Thật ra chỉ vì tính cố chấp của cha đã để cho hai con phải sống cực khổ. Dạ không thưa cha, dù chúng con sống khốn khó nhưng chúng con hiểu nhau và sống rất hạnh phúc. Con đừng ngắt lời cha. Trên giường bệnh, cha muốn nói nhưng không thể nói được. Bây giờ hãy để cha nói. Cha muốn truyền ngôi cho phò mã Hansen. Ngài khỏe mạnh hơn trước thì không vì lý do gì mà truyền ngôi. Vả lại, con cũng đã quen sống đạm bạc, không quan vị, cũng chẳng cần vàng bạc, thì ngôi vị quốc vương con càng không nghĩ tới. Đã lâu rồi con không gặp được mẹ của con. Bây giờ con chỉ muốn ngài cho phép con được về quê hương sống với mẹ già là con hạnh phúc lắm rồi. Con đúng là người con hiếu thảo. Phò mã có tài lẫn có đức. Ta thực sự hối hận. Ngôi vị này không truyền cho người xứng đáng là con thì sau này ta biết truyền cho ai? Con hiểu ý phụ vương. Con xin kể cho cha rõ việc này rồi tùy người quyết định. Trong lúc cha nằm bệnh, các vị quan không muốn vào thăm. Hai công chúa và phò mã cũng sợ bị lây bệnh. Duy có chồng chị Karina đã vào đây thăm cha, rồi đưa cho con gói dược liệu. Chính nhờ dược liệu này mà cha đã chờ được tới lúc đem cỏ tiên về. Ôi, vị phò mã này lúc đầu ta cũng không ưng ý cho lắm. Không ngờ. Như vậy là vị phò mã thứ hai cũng là người hiền đức. Cha hiểu và biết phải làm gì rồi. Duy có một điều, phò mã đó không dũng cảm, lại rất sợ chị của con. Ta cho phép hai vợ chồng con được quay lại quê hương, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thưa cha? Con phải để ta xây một tòa lâu đài trên mảnh đất của con, bởi vì ta mong muốn vợ chồng con luôn sống trong hạnh phúc. Ngày mai, ta sẽ ban bố cho toàn dân trên vương quốc này được biết phò mã Hansen trở về cố chúa vương quốc hạnh phúc. Các con trở về là mẹ mừng lắm. Nhìn con bây giờ, mẹ thấy hình bóng, sự can đảm và nhân hậu của cha con trong đó. Ít lâu sau, tại ngôi làng nhỏ, một tòa lâu đài tráng lệ được xây cất. Thế là kể từ đó, Hansen cùng Agni sống hạnh phúc bên người mẹ, cùng hai người bạn trung thành là thần mã và yên ngựa. Ngày xưa, ở một vương quốc có tên Thịnh Dượng, nhà vua có ba người con trai,
lần lượt đặt tên là Anton, Louis và Ben. Hai người anh luôn khinh thường người em út vì cho rằng em trai không tài giỏi như mình. Vào một buổi sáng, nhà vua ra lệnh ba chàng hoàng tử đi vào rừng săn bắn và yêu cầu ba người ai săn bắn được nhiều thú nhất thì sẽ được trọng thưởng. Người có đói không? Đợi ta cho ăn nha. Nó bị thương được hoàng tử cứu, giờ chỉ chờ ngày cho ăn thôi. Nè, ăn đi. Ăn đi nè. Suốt ngày em chỉ biết cho chim ăn, không biết làm việc gì khác sao? Hoàng tử Ben của chúng ta chỉ biết sống vui sướng như vậy, đâu có năng lực gì mà làm việc khác chứ. Bắt nó làm thịt đi, hoàng tử thì phải làm những việc lớn lao hơn chứ. Đừng anh, không được. Tâu các hoàng tử, đức vua vừa đã lệnh cho các hoàng tử cùng đi săn bắn với người. Các con hãy cùng thi tài năng của mình, ai bắt được nhiều thú rừng nhất thì ta sẽ trọng thưởng. Dạ rõ. Ta chẳng muốn săn bắn, giết hại con thú nào. Nè, con sói kia, tha cho con cáo, nếu không thì ta bắn nó. Nè, không chạy hả? Ta bắn thật đó. Xin dừng lại, tôi có vài lời muốn nói. Ân nhân cứu tôi hứa sẽ đền ơn ngài. Không cần đâu, ta đối với ai cũng vậy, không muốn sinh linh giết hại lẫn nhau. Tôi biết ngài là hoàng tử hiền lành nhân hậu, nhưng tiếc thay phụ vương và hai anh của ngài không biết điều này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra, nếu nhà vua có ra lệnh gì thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Con giỏi lắm. Để xem hai em của con có thành tích gì hay không. Cha, cha, thưa phụ vương, con bắt được hai con. Ủa, tưởng hoàng tử Ben bắt được nhiều thú lắm chứ, ngay cả một con chim cũng không bắt được sao? Bắt nhiều thú thế nào được, người yếu đuối như thế này dương cung cũng không nổi. Cậu Út thì chỉ xem qua bắt bướm thôi. Sao cậu Út bắt được mấy con bướm? Con thật thua xa hai anh của con. Con bắt được một con sói. Bắt được cả sói cơ đấy. Vậy sói đâu? Ôi, hoàng tử Ben hôm nay bắt được cả sói. Tài quá à. Nhưng con thả sói chạy rồi. Ben à, là một hoàng tử không thể yếu đuối như vậy được. Hoàng tử rất tài giỏi, nhưng tiếc là đức vua không hề biết tài năng của ngài.
Ta không muốn khoe khoang làm chi. Ta chỉ muốn sống yên ổn thôi. Từ khi mẫu hậu mất, ta chỉ có ông và con chim này làm bạn à. Cả hai hiểu được ta là đủ rồi. Ta không mong gì hơn nữa. Không có được. Nếu ngài chẳng có tài thật sự thì cần yên ổn là đúng. Đằng này ngài tài giỏi còn hơn hai hoàng tử kia. Giả lại vương quốc này cần những người tài giỏi, nhân hậu để cai trị. Ngài phải nuôi chí lớn chứ. Chí lớn gì chứ? Đôi khi ta thật không hiểu tại sao hai anh lại ghét ta nữa. Hôm nay đức vua cùng hai hoàng tử lớn đi dạo vườn hoa. Ta đi theo họ xem có gì vui không? Ồ không, nên nhớ ngài vẫn đang bị quốc vương rèn luyện cung tên. Xin đừng đi, mất công lại bị hai hoàng tử. Không sao, ông đừng có lo. Ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi à. Đừng. Ồ, thật là đẹp. Vương quốc ta thật là giàu có. Ôi, những quả táo bằng vàng. Một cây táo sẽ ra những quả bằng vàng quý hiếm. Đúng rồi. Ừ, hiếm lắm. Hai hoàng tử đâu? Các con hãy đếm cho ta có bao nhiêu quả táo vàng. Ông đếm thử xem trên cây có bao nhiêu trái. Hoàng tử nào đếm trúng ta sẽ thưởng. Tuân lệnh thưa quốc vương. Em đếm rồi, nó có 24 quả. 25 quả? Làm gì mà 24? Không biết đếm thì tránh ra. Ta đếm chỉ có 23 quả. Có 24 quả à? Để em nói với cha là có 24 quả. Ba người nói ba số khác nhau. Để xem phụ vương nghe báo cáo của Anton thế nào, rồi ta sẽ tính. Thưa phụ vương, còn đếm được 25 quả. Thưa hoàng tử, chỉ có 24 quả thôi. Thưa phụ vương, con đếm được 24 quả. Con giỏi lắm, ta sẽ thưởng. Nào, hãy mở tiệc ăn mừng cây táo ra quả bằng vàng. Và hoàng tử Louis tinh mắt nhanh nhẹn đếm đúng. Một, hai, ba, bốn. Thưa quốc vương, mất hết một quả táo rồi. Tại sao lại mất? Ai hái hả? Chúng thần đi tuần qua lại, không thấy ai hái. Chỉ thấy cành cây sao động, liền chạy tới đếm. Thì thấy mất một quả rồi. Tên trộm nào cả gan dám lộng hành như vậy? Phải luân phiên cắt cử một người canh cây cả ngày lẫn đêm cho ta. Ngài phải nhận lệnh trước hai anh của ngài để lập công. Thưa phụ vương, xin cho con được canh cây táo. Không được. Nào Anton, con hãy canh cây táo đi. Dạ vâng, thưa phụ vương. Ta mở cửa lồng rồi đó, ngươi hãy bay đi. Đừng giống như ta, bị nhốt trong cái lồng lớn này. Sau này sẽ có những chuyện xảy ra. Nếu nhà vua có ra lệnh gì, thì ngài phải là người xin nhận lệnh trước hai anh của mình để lập công nha. Hãy nhớ lời căn dặn của tôi. Xin lỗi cáo, ta không làm được. Ta nằm một chút, thấy tên trộm thì báo động cho ta biết. Dạ thưa hoàng tử. Một, hai, ba. Lại mất thêm một quả táo vàng rồi. Hả?
táo này là kho báu của vương quốc ta. Con phải canh chừng, coi kẻ nào to gan lớn mật đã hái trộm táo vàng thì bắt nó ngay cho ta, đừng để ta thất vọng. Vâng thưa cha, con sẽ bắt được kẻ trộm ngay trong đêm nay. Quốc Dương đã mất thêm một quả táo vàng nữa rồi. Tại sao? Tại sao lại mất? Ai hái hả? Dạ thưa, phụ Dương mất. Ta biết rồi, nhưng tại sao lại mất? Ai hái? Dạ con biết. Thưa hoàng tử, cây táo đã mất thêm một quả nữa. Quốc Dương đang rất tức giận. Đây là cơ hội để ngài chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hãy bảo vệ cây táo và lấy lại niềm kiêu hãnh của một hoàng tử. Thật là lạ. Tại sao hai anh của ta tài giỏi như vậy mà vẫn không bắt được kẻ trộm? Kẻ đó là ai mà ra vào hoàng cung dễ dàng vậy chứ? Tôi thì không nghĩ là người trộm, mà là một con vật nào đó. Ông nói đúng. Chắc có lẽ là con vật nào đó, chứ con người đâu thể nào thoát ra được khỏi hoàng cung. Vậy thì ngài xin quốc vương canh cây táo đi. Sẽ có tôi hỗ trợ cho ngài. Mà muốn đuổi được con vật đó thì ngài phải mang theo cung tên. Không ngờ phụ vương giận dữ tới vậy. Phải đề phòng phụ vương truyền ngôi cho nó. Thưa phụ vương, con nghe nói lại mất thêm một quả táo vàng. Đêm nay phụ vương tính sao? Thì đêm nay chính ta sẽ đi canh cây táo đó. Nếu con mà tài giỏi thì ta không phải nhọc thân như vậy. Thưa phụ vương, con xin đi canh thay cho người. Con hứa. Hứa. Hai anh con cũng hứa, nhưng mà vẫn mất. Con mà canh chắc còn mất nhiều quả hơn nữa đó. Vậy thì con không hứa, mà con quyết tâm bắt cho được kẻ trộm. Xin phụ vương hãy tin con. Thưa phụ vương, người lớn tuổi rồi, không thể dầm xương được, sẽ tổn hại thân thể. Xin hãy cho con một cơ hội báo hiếu cho người. Được, ta cho con một cơ hội. Đêm nay canh thử coi sao. Ai giăng sợi dây ngang đây vậy? Ui da, đau quá. Ông có sao không? Trời ơi, ông lớn tuổi rồi, đi đứng phải cẩn thận đó. Cũng may là tôi té, chứ hai hoàng tử lớn mà té thì người giăng sợi dây này sẽ bị xử tử đó. Ta và Louis còn không bắt được trộm. Ngươi tài cán gì mà bắt được chứ? Để xem, đêm nay hoàng tử Úc trổ tài cho phụ vương thấy tài của nó như thế nào, có phải không Louis? Nó không tệ như ta tưởng. Anton hữu dũng vô mưu thì không đáng ngại, còn nó thì ta phải đề phòng. Ngài tập luyện một chút đi, mệt đó thì ngủ một chút. Tôi sẽ canh gác thay cho ngài. Không, ta không mệt. Thức đêm có xá gì với ta? Ông cần phải ngủ cho khỏe để có sức kề cận bên ta chứ. Ông vào trong kiệu ngủ đi. Phải bắn cho nó rơi xuống, kẻo người đi qua bị rơi trúng sẽ trọng thương. Ngài quả là một tay thiện xạ mà. À, thì ra mi là kẻ ăn cắp táo vàng của ta. Nè con chim kia, mi có đi không? Và đừng bao giờ trở lại ăn táo của ta. Nếu không, ta sẽ bắn đó. Ta không muốn giết mi, nhưng ta phải bắn cho mi sợ thôi.
Lông con chim này quá đẹp. Thưa phụ vương, đêm qua con bắn kẻ ăn cắp táo vàng của người, đó chính là con chim lông vàng này đây. Hoàng tử bên của ta, ta khá ngạc nhiên xen lẫn tự hào về con. Con làm rất tốt. Các quan có biết con chim này như thế nào không? Thưa quốc vương, con chim lông vàng này còn quý hơn cả một vương quốc. Nếu chiếc lông chim quý như vậy thì ta không những muốn có một chiếc mà muốn cả con chim. Rất đúng thưa quốc vương, ngài nên cho người đi tìm con chim đó về đây thì vương quốc của chúng ta sẽ sáng rực và giàu có. Đúng vậy, đất lành chim đậu, nếu là chim vàng thì thật là quý và mang ý nghĩa giàu có hùng mạnh cho đất nước của ta. Một trong hai con, nếu ai đem về đây con chim vàng này thì ta sẽ truyền ngôi cho. Thưa phụ vương, con thông minh tài trí hơn người, xin cho con đi. Thưa phụ vương, con tài giỏi, điềm tĩnh hơn người, xin cho con đi. Các quan thấy thế nào? Có cách gì để chọn ai đi không? Thưa quốc vương, quả là rất khó xử, vì cả hai hoàng tử đều rất tài giỏi. Ngài nên cho thi thố tài năng là cách tốt nhất. Nếu đã cho thi thố tài năng, thì xin quốc vương cũng nên cho hoàng tử Ben cùng thi thì mới công bằng, vì chính hoàng tử Ben đã phát hiện ra loài chim vàng này. Không được, hoàng tử Ben còn nhỏ tuổi, Ben cần phải rèn luyện thêm. Ta sợ Ben chưa xử lý được nếu gặp những tình huống nguy hiểm. Hoàng tử Anton dập nát hết rồi ạ. Tâu quốc vương, quả táo hoàng tử Louis thì chỉ mất một góc thôi ạ. Ngài đừng có bắn tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Ồ, sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ, tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Người nói khùng điên gì vậy? Ta như thế này mà vào cái nơi tăm tối đó hả? Biến khỏi mặt ta, đừng cản đường ta. Nếu ta bỏ qua quán trọ tốt mà vào quán trọ tồi tàn thì quả là một sự ngu ngốc. Dạ mời quý khách, mời quý khách vào đây ạ. Dạ mời quý khách, dạ bên này. Ta nhớ mẫu hậu, người cũng hay ngắm trăng. Tôi biết, bà thường đưa ngài ra đây ngắm trăng, bà rất thương yêu ngài. Nhưng tôi không hiểu tại sao quốc vương... Không, vua cha cũng thương ta, nhưng ngài luôn nghĩ ta còn quá nhỏ, không đủ trí lực thôi. Anh bạn cáo, sao anh lại tới đây giờ này? Tôi đã căn dặn hoàng tử rồi, sao ngài không xin đi kiếm chim vàng để lập công? Quốc vương chưa tin tưởng ngài ấy. Hoàng tử anh của ngài đã đi đến một ngôi làng, nhưng tôi chắc chắn rằng ngài ấy sẽ không thể đi thêm được nữa. Sao? Tại sao không đi thêm được nữa? Anh ấy đã gặp chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Nếu ngài biết thì ngài sẽ làm gì? Ta sẽ đi nhanh đến đó để cứu anh ấy. Ngươi mau nói đi. Không bị gì cả thì cứu làm chi? Trái lại, ngài ấy còn vui chơi đến quên cả nhiệm vụ kìa. Mà tôi nói thật nha, tôi hướng dẫn đường đi, vậy mà anh của ngài còn bắn cả tôi nữa. Anh ấy bắn ngươi hả? Ngươi có bị sao không? Anh của ngài rất là tàn ác, chỉ có ngài mới nhân hậu. Tôi sẽ gả em gái tôi cho ngài. Hả? Cái gì? Ngươi muốn hoàng tử của ta lấy em gái ngươi sao? Là một con cáo sao?
ngươi là bạn của ta thì em gái ngươi cũng là bạn của ta, có phải không? Nè, hãy mời cô ấy tới đây cùng chơi với ta ngày mai nha. Sẽ có lúc ngài hiểu và tin điều ta nói là sự thật. Ngài vào tấu xin đi, đừng chần chờ gì nữa. Ừ, được rồi, ta sẽ vào xin phụ vương. Nhưng ta chắc chắn rằng sẽ không vượt qua được anh Louis. Lính đâu? Mời hoàng tử Louis đến gặp ta. Con đó hả? Hãy đi gọi Louis đến đây cho ta. Dạ, tâu phụ vương. Nhưng người cho con đi tìm anh và con chim vàng, con sẽ... Anh của con tài giỏi như vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy trở về. Con thì không bằng anh của con. Làm sao có thể? Nếu như con đi, ta sẽ rất lo lắng đó. Xin phụ vương hãy tin con. Con mau tìm kiếm anh con và con chim vàng đem về để cho ta. Con có làm được không? Phụ vương yên tâm, con sẽ thành công và chắc chắn như thế. Ngài đừng có bắn tôi sẽ hướng dẫn ngài đi đúng con đường tới chỗ con chim vàng. Tại sao ngươi biết ta đi tìm con chim vàng? Tôi biết chứ, tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Làm sao mà ta tin được một con thú như ngươi? Ngài đã đi đến đây thì phải tin tôi. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài đừng có vào quán đó, mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó hơi tăm tối một chút. Tại sao phải vào quán trọ tối tăm mà không được vào quán có đèn sáng? Có điều gì bí ẩn tại hai cái quán này? Ta phải đến đó thật nhanh trước khi trời tối để xem hai quán này như thế nào. Tại sao chủ quán trọ này không biết để nhiều đèn cho sáng rực rỡ? Nhìn ánh đèn le lói thế kia, chắc không phải là một nơi tử tế. Ta không nên vào. Ngài hết tiền rồi, mời ngài ra khỏi quán, chúng tôi không tiếp nữa. Hả? Anh Anton! Anh Anton! Em đến rồi hả? Vào đây gỡ lại tiền vàng cho anh. Vô đây chơi vui lắm. Trời ơi! Nè, quần áo anh dơ thế kia, đừng có dây vào tôi. Chủ quán, cho người phục vụ em trai tôi. Nó có tiền, có vàng nhiều lắm. Nè, anh lính. Nè, anh lính, tôi đây. Hả? Sao ngươi lại dám vào đây? Dẫn em gái đến nữa sao? Ông nói với hoàng tử Ben là đã tới lúc ngài ấy phải lên đường rồi. Hai hoàng tử kia không đi thêm được nữa đâu. Tại sao nó nhiệt tình giúp hoàng tử Ben đến như vậy? Có âm mưu gì không? Không lẽ ép ngài ấy lấy em gái của nó? Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Hoàng tử Louis đã đi nửa tháng nay, cả hai hoàng tử đều không có tin tức gì cả. Các hoàng có ý kiến gì không? Tâu quốc vương, thần nghĩ là ta nên phái binh lính đi tìm hai hoàng tử, đồng thời tìm luôn con chim vàng. Tâu quốc vương, như thế thì không được, bởi vì hai hoàng tử tài giỏi như vậy mà vẫn không hoàn thành sứ mạng, thì binh lính đi cũng chẳng có ích gì. Vậy ngài tính cách chi? Mau nói ra để mọi người biết cách của ngài chứ. Tâu quốc vương, hoàng tử Ben có phong thái hơn người, lại thông minh, đức độ. Thần đã nhìn ra từ lâu,
xin quốc vương cho ngài ấy đi còn hơn trăm quân vạn lính. Thưa quan Khâm Thiên Giám, ngài nhìn sao nhìn trăng có thể đoán được mưa nắng, chứ nhìn người thì vẫn chưa có được đâu. Tâu quốc vương, ngài hãy cho hoàng tử bên một cơ hội sẽ biết tài của ngài ấy. Hai hoàng tử lớn tài giỏi thế kia, đến hôm nay vẫn không thấy tin tức gì. Hoàng tử Úc còn nhỏ tuổi quá, sao ngài lại muốn hoàng tử dấn thân vào chốn nguy hiểm chứ? Tâu quốc vương, thần cũng muốn biết tài của hoàng tử Ben như thế nào mà quan Khâm Thiên Giám muốn tiến cử. Thưa phụ vương, con tuy nhỏ tuổi nhưng sớm đã biết chí làm trai phải gánh vác đất nước, khi cần phải dũng cảm nhận trách nhiệm. Thôi, chưa phải lúc để con thử sức với hành trình khó khăn này đâu. Xin phụ vương hãy tin con sẽ không phụ lòng người đâu mà. Chỉ mất công vô ích thôi, con còn trẻ tuổi, còn rất non, làm sao con có thể tìm được hai anh của con? Nói gì tới việc tìm được con chim vàng kia hả con? Chẳng những con tìm được hai anh, còn đem được con chim vàng về cho phụ vương nữa. Hãy tin con. Khi gặp trở ngại khó khăn, con lại không biết đường xoay sở, con chưa đủ tài trí để làm việc đó. Thưa phụ vương, nếu phụ vương không tin con, thì hãy cho con có cơ hội thử tài trước mặt phụ vương. Con có thể cưỡi ngựa bắn cung được không? Đứng yên thì dễ, còn cưỡi ngựa thì khó lắm. Nếu con làm được thì tính tiếp. Gió thổi mạnh quá, e rằng tên sẽ bay lệch. Ngài cảm thấy chắc chắn không? Sức mạnh của ta từ mũi tên bắn ra, gió cũng có thể xô lệch, nhưng ta tin mình làm được, ông yên tâm. Gió thổi mạnh quá, ta e ngại hoàng tử Úc sẽ không thành công cho cuộc thử tài này. Tâu quốc vương, thật là không ngờ hoàng tử Ben bắn một lúc ba mũi tên trúng ngay hồng tâm. Ngài ấy thật là... Ôi, bạn cáo của tôi đã thực hiện theo lời khuyên của bạn. Tôi chờ ngài lâu lắm rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ngài một lời khuyên. Tối nay ngài sẽ tới một ngôi làng, ở đó có hai quán trọ nằm đối diện nhau. Một quán trọ thì đèn sáng trưng, người ra vào tấp nập. Ngài ấy đừng có vào quán đó mà vào quán đối diện, cho dù bề ngoài nó không được sáng sủa cho lắm. Được rồi, bạn yên tâm, bây giờ tôi đi nha. Không, hoàng tử hãy thả ngựa chạy về vương quốc, tôi sẽ đưa ngài đi. Cảm ơn ngươi đưa ta tới đây, giờ thì chạy về vương quốc nha. Tính của ta không thích chỗ náo nhiệt ồn ào, anh bạn cáo quá lo xa rồi đó. Ngài đi đúng đường rồi đó. Tôi sẽ đưa ngài tới lâu đài tự do, có tốp lính canh đang nằm ngủ say. Đừng có để ý đến chuyện đó, cứ đi thẳng vào trong lâu đài, đi qua nhiều phòng rồi tới một căn phòng cuối cùng. Ở trong đó có treo lồng con chim vàng. Lồng con chim vàng? Ta chưa muốn tìm con chim đó đâu. Hả? Vậy chứ ngài muốn đi đâu? Ta muốn tìm hai anh của ta trước. Hai anh của ngài có xem trọng và yêu thương ngài đâu, ngài vẫn muốn tìm sao? Dù họ đối với ta ra sao thì cũng là anh của ta mà. Ngài đó quá là có tấm lòng nhân hậu. Thôi được rồi, ngài sẽ gặp hai người đó khi quay về. Bây giờ thì nghe kỹ lời tôi căn dặn đây. Trong cái lồng cũ kỹ có con chim vàng, cạnh đó có một cái lồng nhỏ bằng vàng trang trí rất là đẹp. Ta sẽ bắt con chim lông vàng đưa vào cái lồng bằng vàng chứ gì. Được rồi, nó xứng được như vậy. Ồ không, ngài cần phải nhớ, không được bắt con chim vàng ở trong lồng cũ cho sang lồng bằng vàng. Làm như vậy, ngài sẽ gặp nguy hiểm. Vậy sao? Sao lạ vậy? Ngài nhớ đó, không được thay đổi lồng chim.
Ta với ngươi chắc có duyên lắm đây, nên mới gặp nhau lần nữa. Thôi, theo ta về Dung Quốc, ta sẽ săn sóc ngươi thật là chu đáo luôn. Ngươi đẹp như thế kia, sao ai nỡ cho ngươi sống trong cái lồng gỗ không có thức ăn nước uống gì hết? Có phải là ngươi đang đói không? Con cáo dặn ta không nên đổi lòng cho ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ở trong cái lồng bằng vàng sẽ xứng đáng hơn, nhất là việc ngươi được ăn uống đầy đủ nữa, đúng không? Nếu có xảy ra chuyện gì thì ta cũng chấp nhận, ngươi có chịu không? Bắt được cái chỗ tôi! Bắt được cái chỗ tôi! Ngày mai xử tử lên đi! Bắt được cái chỗ tôi! Lính đâu? Hãy đem kẻ trộm con chim vàng đến đây! Tại sao nhà ngươi dám bắt trộm con chim vàng của ta? Ai sai ngươi đến đây? Thưa quốc vương, không ai sai con tới đây cả. Nhưng vì con rất thích con chim này, nên cố ý đem nó về nuôi. Chỉ vậy thôi. Thích thì vào lâu đài của ta rồi lấy đem về hay sao? Ngươi có biết ở vương quốc của ta, ai trộm cắp thì bị xử tử không? Tâu quốc vương, cha mẹ hay bất cứ ai cũng không dạy con cái trộm cắp. Con xin nhận tội này. Cha mẹ ngươi là ai? Ta nhìn y phục ngươi mặc không giống kẻ tầm thường. Ngươi từ đâu tới? Con chỉ là người thợ săn bình thường, có biệt tài là lấy được bất cứ thứ gì. Nếu vì không tiếc thương con chim quý, phải ở trong cái lồng cũ kỹ, lại bị đói khát, thì con đã lấy được con chim vàng của ngài rồi. Cậu bé này nói có thể lấy bất cứ thứ gì, trong khi ta rất muốn có con ngựa vàng. Hay là nếu ngươi muốn thoát tội chết, thì hãy đem về đây con ngựa vàng phi nhanh hơn gió. Ta sẽ thưởng cho ngươi con chim vàng này. Dạ, con xin tuân lệnh. Ta biết tìm ở đâu ra con ngựa vàng bây giờ. À, anh bạn cáo đây rồi. Ngài thấy không, tôi đã dặn đi dặn lại mà vẫn không nghe lời tôi, cho nên ngài mới như vậy. Nhưng thôi, ngài phải dũng cảm lên. Tôi sẽ giúp ngài tìm ra con ngựa vàng. Bây giờ tôi đưa ngài đi. Cứ thẳng đường này mà đi thì sẽ tới được lâu đài chiến thắng. Lâu đài chiến thắng có con ngựa vàng sao? Tại sao anh bạn cáo tài thế? Việc gì cũng biết hết trơn à? Trong chuồng ngựa của lâu đài có một con ngựa vàng. Đám chăn ngựa nằm ngay trước cửa chuồng, nhưng mà họ ngủ say như chết vậy đó. Lại tới lâu đài nữa sao? Công tước của lâu đài này rất là háo thắng. Ông ta không muốn chịu thua ai đâu, và rất muốn cưới công chúa xinh đẹp nước cung điện vàng. Nhưng mà vua của nước này không đồng ý. Nhiều lần ông ta có ý muốn bắt cóc công chúa, nhưng mà không dám. Tại sao vậy bạn cáo? Hay ông ta nghèo hơn nước lâu đài vàng? Không phải, bởi vì ông ta rất sợ anh trai của công chúa. Chàng ấy là một người rất tài giỏi. Khi thấy những người chăn ngựa ngủ say, ngài phải im lặng dắt con ngựa vàng ra. Nhưng phải chú ý một điều, chỉ đặt chiếc yên ngựa bằng gỗ lên lưng ngựa. Nếu lấy chiếc yên ngựa bằng vàng đặt cạnh đó thì ngài sẽ gặp nguy hiểm. Hãy nhớ lấy lời tôi. Lại yên vàng với yên gỗ, ta khó hiểu quá đi. Cáo dặn là phải lấy cái yên bằng gỗ, nếu làm khác ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cái yên gỗ này đã sờn cũ, đầy gai góc. Nếu mà đặt lên lưng ngựa nó sẽ bị thương. Còn cái yên vàng này chắc chắn sẽ an toàn cho lưng ngựa hơn. Nhưng ta vẫn nên nghe theo lời cáo đã dặn. Ngựa vàng quý hiếm mà lại bị thương, thật là tội quá. Nếu bạn bị thương á, thì làm sao mà bạn đủ sức để đi, để chạy? Ta thật không đành lòng đặt chiếc yên gai góc kia lên lưng bạn. Nè, ngựa quý, hãy nhìn xem có phải cái yên này rất hợp với ngươi đúng không? Có thích nó không? Ngươi đẹp như thế này mà đặt cái yên gỗ đó hư hỏng lên lưng ngươi, ta thật là không nỡ. Bắt lấy kẻ trộm! Bẩm công tước, có một kẻ trộm định bắt con ngựa vàng. Ngài định xử trí hắn thế nào? Đem hắn tới đây cho ta. Tâu Dân,
Ngươi từ đâu tới? Nói cho rõ trước khi ta xử tử ngươi. Tôi từ xa đến, chỉ là người bình thường. Vì cảm thấy con ngựa quý xứng với người tài giỏi như tôi, nên mới lấy thôi. Ngươi tài giỏi hả? Ý ngươi là ta không xứng với con ngựa của ta đâu hả? Tôi không nói là ngài không xứng, nhưng mà tôi thì xứng với con ngựa này hơn. Lão! Ngươi tài cán gì hơn ta mà dám tự hào như vậy? Tôi có thể đem được công chúa Dương Quốc Lâu Đài Vàng đi, còn ngài thì không dám. Ngươi đem công chúa Alisa đi được sao? Tại sao ngươi biết ta cũng muốn có được nàng ấy? Khắp lãnh thổ này, ai mà không biết ngài yêu mến công chúa. Nhưng vì sợ anh trai của nàng, nên ngài không dám thôi. Ta mà sợ hoàng tử Adam sao? Nếu ngươi tài giỏi, đem được công chúa Alisa tới đây, ta sẽ tặng cho ngươi con ngựa vàng. Mình nói liều như vậy để thoát chết, chứ chưa biết làm cách nào. Chắc phải nhờ đến anh bản cáo rồi. Được, cứ theo cách như vậy. Ngài lại không chịu nghe lời tôi nữa, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy. Anh bạn cáo nghĩ coi, con ngựa vàng quý giá như vậy, lại đặt cái yên gỗ làm cho nó bị thương trên lưng, thì không tốt với nó chút nào hết. Tôi thật không đành lòng. Mà thôi, tôi không trách ngài nữa đâu. Bởi do tôi biết ngài có tấm lòng nhân hậu, cho nên tôi mới mến ngài. Tôi sẽ giúp ngài đến gặp công chúa Alisa. Nè, làm gì mà ngài buồn dữ vậy? Tôi sắp phải đưa một cô gái xinh đẹp đến cho vị công tước kia để cứu được mình. Tôi thật tủi hổ và không đành lòng. Ồ không, công chúa Alisa sẽ không vào tay lão công tước đó đâu. Sao anh bạn biết? Tôi biết chứ, tôi biết tất cả mọi việc. Nào, tôi sẽ đưa ngài đi gặp công chúa. Mỗi buổi tối, công chúa Alisa hay đứng trên lầu cao, nhìn xuống cổng thành để chờ người anh của mình trở về. Mỗi ngày công chúa chờ đợi như thế sao? Cô ấy có thể nhìn thấy anh của mình từ xa hả? Không, vì Dương quốc bị một dãy núi chắn ngang, che mất tầm nhìn của Dương quốc đối với thế giới bên ngoài. Ồ, vậy thì làm sao ta có thể gặp mặt công chúa? Ngài nói làm sao để công chúa nghe được tên người anh của nàng là Adam, thì ngay lập tức cô ấy sẽ mời ngài lên phòng. Ta không gặp sự cản trở nào sao? Dương quốc bị một lời nguyền, nên ngày cũng như đêm, ai cũng ngủ hết. Ngài không gặp trở ngại nào hết đâu. Công chúa đưa ngài vào phòng, sẽ hỏi ngài về người anh Adam. Ngài cứ nói là anh ấy vẫn khỏe và rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy quay trở về. Nhưng ta không có gặp hoàng tử Adam. Ta không thể nói dối nàng ấy được. Ngài cứ nói như vậy, bởi vì tôi đã gặp Adam rồi. Anh ấy là... anh ấy là bạn của tôi. Ta tin anh bạn cáo. Ta cũng không ngạc nhiên về điều này, vì anh bạn cáo rất tốt. Đang ở đâu? Anh ấy có khỏe không? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy có nhớ? Công chúa yên tâm, hoàng tử Adam vẫn khỏe, rất nhớ gia đình. Sẽ có ngày anh ấy trở về. Ồ, anh ấy sẽ trở về sao? Bao giờ anh ấy về? Điều này thì tôi không biết. Có lẽ khi nào anh ấy xong việc. Nhưng chàng là ai? Làm sao biết được Adam? Tôi là hoàng tử Ben, con thứ ba của Dương quốc Thịnh Vượng. Adam là bạn của tôi. Anh ấy nói rất nhớ nàng. Nàng thật là đẹp, nụ cười rất duyên dáng. Không cần cáo căn dặn, ta cũng phải ngỏ lời yêu nàng. Hoàng tử Adam kêu tôi tới đây để cầu hôn nàng. Anh của ta chọn chàng thì chắc chắn biết chàng là người tốt. Ta đồng ý. Ta, hoàng tử Ben của Dương quốc Thịnh Vượng,
xin cầu hôn công chúa Alisa của Vương quốc Cung Điện Vàng. Bây giờ nàng hãy theo ta về Vương quốc Thịnh Vượng. Ồ không, ta còn phải chào tạm biệt phụ vương và mẫu hậu nữa. Ngài phải đưa nàng đi ngay, không được cho nàng đến chào từ biệt cha mẹ, vì như vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm. Không được, trời sắp sáng rồi, không đi nhanh thì không kịp, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, ta đưa nàng đi gặp phụ vương và mẫu hậu, có chuyện gì ta cũng đành chịu. Phụ vương, mẫu hậu ơi. Quân lính đâu? Bắt tên này lại cho ta. Ngươi là hoàng tử Vương quốc Thịnh Vượng, là nơi xa xôi, vì sao lại quen biết với hoàng tử Adam? Ta thật chưa biết hoàng tử Adam, thì nói làm sao đây? Cáo ơi, chết ta rồi. Thôi cứ nói đại đi, tới đâu hay tới đó. Hình dáng của hoàng tử Adam ra sao? Quốc vương và hoàng hậu đều xinh đẹp, nước da trắng, công chúa cũng xinh đẹp, thì chắc chắn Adam cũng xinh đẹp thôi. Hoàng tử Adam cao ráo, có nước da trắng, khôi ngô tuấn tú. Chàng ấy là bạn của con, chúng con gặp nhau trong rừng khi đi săn bắn. Hoàng tử Adam kêu ngươi đến đây cầu hôn công chúa, thì chắc chắn ngươi rất vừa ý con trai ta. Ngươi có yêu thương công chúa thật lòng không? Thưa quốc vương, con rất yêu thương công chúa, con sẽ làm bất cứ việc gì để nàng vui lòng. Một năm trước, có một mụ phù thủy đi ngang đây, thấy Adam của ta khôi ngô tuấn tú, mụ định bắt đi. Nhưng con trai ta rất tài giỏi nên chống trả rất quyết liệt. Mụ ta tức giận phù phép biến ngọn núi nằm sát cung điện để chắn tầm nhìn của vương quốc ta với thế giới bên ngoài. Cũng từ đó chúng tôi không còn thấy hoàng tử Adam đâu nữa. Một câu chuyện rất buồn, nhưng hoàng tử Adam vẫn còn sống, thưa quốc vương và hoàng hậu. Biết được con trai ta còn sống thì chúng ta vui mừng lắm. Kể từ đó, hoàng hậu và công chúa không còn cơ hội nhìn ngắm chân trời, nhìn ngắm cỏ cây lá hoa nữa. Thưa quốc vương và hoàng hậu, không còn cách nào nữa sao? Mụ phù thủy có để lại lời nguyền: khi nào có người thật lòng yêu công chúa, người đó cùng với con trai ta kết hợp mới phá được núi. Bây giờ chỉ có một mình ngươi thì làm sao phá được lời nguyền đó? Ta sai cả ngàn quân lính đập phá núi, nhưng núi do bị lời nguyền nên cứng như sắt thép, nó không bể một chút nào. Tâu quốc vương và hoàng hậu, con nguyện sẽ đào phá núi, biết đâu trong thời gian đó hoàng tử Adam cũng sẽ trở về. Các ngươi cùng vào giúp sức với hoàng tử đi. Ôi đúng là lời nguyện của phù thủy, chỉ có hoàng tử mới phá núi được thôi. Chúng ta đành phải để một mình hoàng tử làm thôi. Nhưng bao giờ mới xong được quả núi này? Ôi Adam, con đâu rồi? Sao rồi? Chắc chắn là ngài không nghe lời tôi căn dặn nên mới tự gây rắc rối cho mình, phải không? Nhưng mà không sao, đó cũng nằm ở trong dự định của tôi. Ta lại không thấy chuyện này là rắc rối, anh bạn cáo à. Mà ta lại nghĩ đây là nhiệm vụ của ta thôi. Bây giờ thì ngài nghỉ tay đi, mau kể cho tôi nghe những gì ngài đã nói trước phụ vương mẫu hậu của... phụ vương mẫu hậu của công chúa. Thôi được rồi, ngài làm nguyên cả ngày cũng đã mệt, giờ ngài đi ngủ đi, tôi sẽ giúp ngài làm buổi tối cho. Không ai có thể phá núi được, chỉ có ta và hoàng tử Adam thôi, vì dính lời nguyền của mụ phù thủy. Ngài an tâm, không ai có thể dính lời nguyền lên tôi được nữa. Tôi biết anh bạn cáo rất tài giỏi, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì sẽ nhanh hơn. Tôi không thể đi ngủ mà cho một mình anh bạn làm được. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau làm. Ngài nhúng tay vào phá núi rồi thì cũng đã giải được lời nguyền. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Thức dậy nếu tôi còn làm chưa xong thì phụ giúp tôi. Chứ bây giờ mà đứng đây
thì những tảng đá lớn rớt trúng bây giờ. Vậy anh bạn cáo làm nha, tôi nghỉ ngơi một lát đây. Bạn cáo giúp ta, đã giúp được ta rồi. Cảm ơn người bạn thân thiết này, tôi thích bạn. Nàng đừng sợ anh bạn cáo này, bạn ấy rất tốt, bạn ấy cũng chính là bạn của hoàng tử Adam đó. Anh bạn cáo ơi, ta không muốn lấy con ngựa vàng nữa. Hả? Trời ơi, tại sao ngài lại không muốn lấy con ngựa vàng? Tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng công chúa. Ta sẽ đưa nàng trở về Dung quốc thịnh vượng, và sau lễ cưới, ta cùng với nàng đi tìm hoàng tử Adam và các anh của ta. Ngài có được công chúa cũng sẽ lấy được con ngựa luôn. Cái gì? Ta làm sao mà có được công chúa lẫn con ngựa vàng được chứ? Anh bạn cáo đừng có đùa với ta nha. Ngài hãy đưa công chúa Alisa tới công tước xứ Chiến Thắng. Ông ta sẽ rất vui mừng, liền đưa cho ngài con ngựa vàng như đã hứa. Trời ơi, không có được. Có khác gì giao nộp nàng ấy đâu. Ta không đồng ý làm như vậy. Lúc đó đó, ngài hãy nhảy lên con ngựa chào mọi người, rồi bắt tay chào công chúa. Nhưng lúc bắt tay thì kéo luôn công chúa lên ngựa và phóng đi. Không được, không được. Họ sẽ đuổi theo ngay. Ngài quên là con ngựa ấy phi nhanh hơn gió, không ai có thể đuổi kịp sao? Dễ đến vậy luôn hả? Dễ chứ sao lại không? Nào, chúng ta đi nhanh cho kịp. Ta không thể để mất nàng, phải làm theo lời cáo nói, công chúa nha. Không ai hái táo cho ta ăn thì ta cũng biết tự hái vậy. Công chúa Alisa, mời công chúa vào lâu đài. Không được, các ngươi vào báo lại công tước, mời ngài ra đây đón công chúa chứ. Công chúa Alisa đâu? Có thật là nàng ấy không? Mời công chúa vào lâu đài. Quân đâu? Mở tiệc ăn mừng ngay. Ngươi làm gì vậy? Ngài quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Ta nhớ chứ. Quân đâu? Đem con ngựa vàng ra đây. Ông bạn cũng nhớ đến ta phải không? Vậy thì đi cùng ta nha. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Xin tạm biệt ngài. Cho tôi bắt tay chào công chúa nha. Cứu tôi! Công chúa! Đến đâu? Cảm ơn anh bạn cáo của ta. Ta thật không biết lấy gì đền ơn cho bạn đây. Giờ ngươi hãy quay về Dương quốc đi nhé. Ta cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài đoạt được con chim vàng. Đoạt con chim vàng như thế nào? Anh bạn cáo nói đi. Ta rất hứng thú để nghe bạn nói đây.
Tôi muốn hỏi điều này. Khi ngài tới các vương quốc, họ có biết ngài là hoàng tử của vương quốc Thịnh Dưỡng không? Không. Họ chỉ biết ta là gã thợ săn bình thường. Chỉ có quốc vương và hoàng hậu nước cung điện vàng mới biết ta là hoàng tử thôi. Vậy thì tốt. Sẽ không gây phiền với các vương quốc. Khi tới gần vương quốc tự do thì ngài hãy cho công chúa xuống ngựa, đứng đợi ở ngoài với tôi. Cũng làm theo cách cũ đúng không? Ta đã hiểu rồi. Bây giờ tiến hành thôi. Ngài cưỡi ngựa vàng dừng trước cổng cung điện. Người trong cung điện khi thấy con ngựa vàng sẽ mừng vui đón ngài và lấy con chim vàng ra đưa. Cầm lồng chim trong tay rồi thì chàng nhanh chóng quay ngựa phóng ra ngoài để đón ta và cáo nhé. Công chúa rất thông minh. Được rồi, ta sẽ làm như anh bạn nói. Giờ chúng ta đi ngay nha. Cáo ơi, bạn quen với anh Adam như thế nào? Anh ấy hiện đang ở đâu? Hoàng tử Adam cứu tôi, chúng tôi trở thành bạn bè. Ngài ấy rất tài giỏi, rất tốt, giống như hoàng tử Ben vậy. Khoan, có điều này ta thật không hiểu. Ta thấy anh bạn rất khôn ngoan, lại rất tài giỏi, vì sao mà cứ bị bức hiếp để những người khác cứu giúp chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Lát nữa hoàng tử phải nhớ những lời tôi đã căn dặn đó. Ta nhớ. Nhưng anh bạn giải thích sự thắc mắc của ta đi. Chỉ có cái đuôi của anh bạn thôi, nó đã mạnh mẽ lắm rồi kia mà. Thì là đưa công chúa lên ngựa, kêu nó chạy ngay đi. Ngựa vàng, mau đưa công chúa chạy đi. Nè con hổ kia, nếu không chạy mau thì ta bắn đó. Nè, ta đã không bắn, bà Mi vẫn quyết giết ta sao? Nè, Mi sợ chưa? Còn không mau cút đi. Công nhận cái đuôi của anh bạn cáo rất mạnh mẽ. Ta không thể tha Mi được nữa. Xem ta bắn đây. Nàng có sao không? Lúc nãy thấy ngàn té ngã mà ta không thể chạy tới giúp được. Đá con hổ là đúng, nhưng cũng phải nhớ đến công chúa chứ. Không, ta không bị sao cả. Cả hai đừng trách nó, tội nghiệp. Cảm ơn bạn nha. Ta thật không ngờ anh bạn cũng rất dũng cảm. Thôi, chúng ta lên đường ngay đi. Nàng đứng đây chờ ta một chút nha. Ta sẽ ở đây với bạn cáo, chàng yên tâm. Ngươi mau vào báo cho quốc vương là ta đã đem về đây con ngựa vàng mà ngài ấy mong muốn. Và quốc vương cũng phải mang ra cho ta con chim vàng nha. Ồ, con ngựa vàng thật là đẹp. Được rồi, tôi sẽ vào báo cho quốc vương biết, ngài ấy sẽ mừng lắm. Nhớ đem ra con chim vàng luôn đó. Ôi, con ngựa vàng của ta, con ngựa mà ta ngày đêm mong ước. Người mau xuống ngựa đi chứ, sao ngồi trên mình nó lâu vậy? Ông ta không cho mình ngồi trên lưng ngựa thì làm sao mình cưỡi nó chạy thoát được đây? Mau, mau, các người dẫn nó vào, dẫn nó vào cung điện cho ta. Trời ơi, ông ta kêu dẫn ngựa vào thì làm sao ta cưỡi nó chạy đi được đây? Anh bạn cáo ơi, làm sao đây, làm sao đây? Này chàng trai, tại sao con ngựa không đứng lên? Để tôi thử xem. Nè anh bạn,
đứng dậy chạy nhảy đi chứ. Cứu tôi với. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Giữ con ngựa lại cho ta, giữ nó lại cho ta. Tiếng gió ngựa này là của con ngựa vàng. Hoàng tử Ben đã thành công rồi. Hai người hết tiền rồi, có đây làm gì? Mau cút ra khỏi quán đi. Sau những ngày ăn chơi cờ bạc, hai anh em Anton và Louis đã hết tiền vàng và họ bị đuổi ra khỏi quán trọ. Ta là hoàng tử, sao các ngươi dám? Ngay cả quốc vương á đến nơi này bài bạc hết tiền, chúng ta cũng không tha. Chứ đừng nói gì tới hoàng tử. Ta mà về đến vương quốc thì đem vàng đến đây cho các ngươi hầu ta cả ngày lẫn đêm đó. Bây giờ em tính sao? Còn tính sao nữa? Kiếm cái gì ăn? Đói quá rồi. Anh còn đồng vàng nào không? Hết sạch rồi. Cảm ơn bạn ngựa. Bạn rất thông minh để hiểu được ý ta. Cảm ơn bạn cáo vì đã giúp ta. Cả hai bạn đều rất tốt. Bây giờ đã đến lúc ngài đền đáp công tôi. Vậy cáo muốn gì nè? Tôi muốn ngài giết tôi chết rồi lột da của tôi ra. Hả? Anh bạn nói cái gì vậy? Nè em trai, bọn anh chạy theo em đã mệt lắm rồi. Chúng ta nên dừng lại nghỉ chân một chút đi. Dạ thưa anh, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Này Ben, em nói rằng con chim này có thể nhả ra vàng ư? Thật là khó tin quá. Dạ, đúng vậy thưa hai anh. Nhờ bạn ấy nên em mới có vàng chuột hai anh đó. Vậy thì em kêu nó nhả vàng ra đi, anh thấy thì mới tin. Tự dưng kêu bạn ấy tạo vàng để làm chi? Chúng ta đâu có cần gì tới vàng. Ai, như vậy là không có thật. Các anh không tin. Lúc trước mình gặp cáo ở đây, hay là mình đi loanh quanh tìm kiếm anh bạn cáo thử xem. Nàng ngồi đây chờ ta một lát, ta tìm xem bạn cáo có ở đây không nha. Chàng cho ta đi theo có được không? Ta đi có một chút, nàng cứ ngồi chờ ở đây, ta sẽ về ngay thôi mà. Chàng cẩn thận đó. Cáo ơi, bạn cáo ơi, Ben đây. Tại đây có cái hố, chắc của các thợ săn đào để bẫy thú. Suýt nữa thì anh rơi xuống hố này rồi. Như thế này quá ra lại hay đấy chứ. Ben, em ở đâu? Ben ơi, Ben, em trai ơi, em ở đâu? Hai anh vào đây làm gì? Sao không ở cùng công chúa? Em vừa mới ra ngoài có việc. Hai anh làm gì vậy? Buông em ra! Công chúa của bọn ta lo. Buông em ra! Ngựa vàng và chim vàng cũng đã có bọn anh lo rồi. Hoàng tử Ben bị hổ dồ ăn thịt rồi. Không thể nào hoàng tử Ben bị cọp vô được, bởi vì chàng ấy đã từng chiến đấu với hổ dữ và đã chiến thắng nó. Hai hoàng tử đang nói dối. Đúng đó, hai chúng tôi đã xử nó rồi thì sao nào? Ta không ngại gì mà giấu nàng. Đúng vậy, anh em ta đã xử nó đó. Nó tài giỏi hơn bọn ta. Để nó sống á thì sẽ giành lấy nàng, ngựa vàng và chim vàng. Các anh là những kẻ phản bội. Chàng đã giúp các anh thoát chết, thế mà các anh cư xử như thế sao? Ta sẽ nói rõ việc này. Nàng mà nói ra, ta sẽ giết.
không cho nàng thấy mặt cha mẹ của nàng nữa đó. Thưa vua cha, sau bao ngày chúng con gian khổ tìm kiếm chim vàng, con đã đem thêm về con ngựa vàng và công chúa Alisa, con quốc vương cung điện vàng. Con chim vàng và con ngựa vàng này sẽ làm cho vương quốc ta thêm giàu có hùng mạnh. Nó có thể cho ta những thỏi vàng nếu ta muốn, thưa vua cha. Hai con quả thật là tài giỏi, thật không phụ lòng của ta. Nhưng hoàng tử Ben đâu rồi? Hoàng tử Ben, Ben đã bị... Ben, Ben đã bị hổ dồ ăn thịt rồi. Trời ơi, con trai út của ta, nó còn nhỏ, làm sao tránh được nguy hiểm. Trời ơi, Ben của cha. Xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa. Ê, không, xin phụ vương cho con cưới công chúa Alisa, con có công hơn Anton. Của anh? Không, công chúa là công của em. Công chúa là của anh. Của em anh chứ, mà. Em xứng đáng hơn. Anh là anh lớn, phải là của anh. Ra đi, công chúa là của em. Em trai của các con vừa mất, vương quốc đang buồn. Khoan hãy nói đến việc cưới công chúa đi. Con cáo nói mà ta không tin. Thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Hố sâu quá, làm sao ta lên được đây? Có ai không? Cứu ta với! Có ai không? Cứu ta! Cứu ta với! Lúc trước mỗi khi gặp chuyện nan giải thì có bạn cáo giúp ta. Giờ thì... không lẽ ta chết ở dưới hố này luôn sao? Mẫu hậu ơi! Ngài hãy bám vào đuôi tôi sẽ kéo ngài lên. Ôi, anh bạn cáo của ta. Tôi biết trước ngài sẽ gặp nạn mà, bởi vì ngài quá nhân hậu, lại không đề phòng kẻ gian manh. Còn không nghe lời tôi khuyên nữa chứ. Ta thật không ngờ hai anh của ta tàn nhẫn tới như vậy. Ta hiểu rồi, xin anh bạn đừng trách ta nữa mà. Ta trách gì ngài đâu, ta còn muốn gả em gái của ta cho ngài nữa kìa. Hả? Ta chỉ kết hôn với công chúa Alisa thôi, chứ không muốn với ai khác. Từ khi biết ngài chết, công chúa chỉ ngồi khóc, và cả con chim, con ngựa đều buồn bã. Vậy chúng ta mau trở về. Vẫn chưa thoát nạn đâu. Hai người anh không biết là ngài đã chết hay chưa, nên sai lính canh phòng ngoài rừng đó. Nếu họ bắt gặp ngài thì sẽ giết ngay. Để tôi tìm cách. Ta không sợ họ đâu, nhưng ta rất buồn vì tình anh em như thể tay chân. Vậy mà họ đối xử với ta như vậy. Hey ngựa, hãy biểu diễn những bước chạy siêu tốc của ngươi đi. Này ngựa vàng, hãy cho mọi người thấy tài năng của ngươi nhé. Hãy nhìn xem Louis này mà học hỏi đi Anton. Nè ngựa yêu quý, hãy cho ta thấy sự tài giỏi đặc biệt của ngươi. Hãy cất gió lên và phi nước đại nào. Nào, đừng có giận như vậy mà. Ngươi hãy thể hiện đi. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp hoàng tử Ben, có chịu không? Sao rồi Louis, không dụ được con ngựa cứng đầu đó hả? Ngươi không thể thắng được ta để tranh giành công chúa đâu.
độc các ngươi. Mưu kế là do ta sắp đặt, ngươi chỉ phụ họa vào thôi. Ngươi có quyền gì mà đòi cưới công chúa? Chắc chắn là phụ vương sẽ truyền ngôi cho ngươi, lại còn đòi thêm công chúa nữa sao? Công chúa sẽ là của ta. Của ta? Của ta? Của ta? Của ta? Ta đã nói là của ta. Ngài thấy không, hai anh của ngài rất là tàn độc, họ muốn hại ngài cho bằng được mà. Chúng tôi cùng cha mẹ sinh ra, mẫu hậu ơi, chắc người không thể ngờ hai anh lại đối xử với con như vậy, có phải không? Ngài dư sức hạ được bọn lính này, nhưng họ sẽ chạy về báo tin, hai hoàng tử kia sẽ đề phòng. Được rồi, tôi phải giúp ngài thoát khỏi nơi đây mà bọn lính này vẫn không hề hay biết. Chạy đi. Anh bạn cáo rất thông minh, mình có được người bạn tốt này thật là quý. Trong hai hoàng tử con của ta, Anton và Louis, con sẽ chọn ai? Trong hai hoàng tử con ta, Anton và Louis, công chúa, con sẽ chọn ai? Công chúa Alisa, sao nó lại có thái độ gì lạ vậy? Đôi mắt lại không có thần sắc gì cả. Hay là nó bị bệnh gì chăng? Chàng về rồi. Còn nói ai về? Thưa quốc vương, hoàng tử Ben đã trở về. Như vậy nghĩa là sao? Tại sao con lại vui mừng như vậy hả? Hoàng tử Ben đã trở về sao? Con cũng không biết, chỉ biết rằng con rất buồn, nhưng giờ thì con thấy vui vẻ trở lại. Một niềm hy vọng rất lớn, hoàng tử Ben đang trở về. Hoàng tử Ben của ta đã bị hổ vồ mất rồi mà. Thưa quốc vương, chàng bị hai hoàng tử Anton và Louis ám hại. Khi hai hoàng tử Anton và Louis từ trong rừng ra, nói rằng hoàng tử Ben bị hổ ăn thịt, còn không tin. Hay anh ấy nói rằng đã giết Ben rồi. Trời ơi! Hai hoàng tử liền hăm dọa, nếu con nói rõ ra mọi chuyện cho quốc vương biết thì họ sẽ giết con. Ta thật không ngờ hai đứa con này lại tàn ác đến như vậy. Thưa quốc vương, con xin kể cho ngài nghe tất cả mọi chuyện từ khi con gặp hoàng tử Ben. Ngươi thật thông minh, lại biết ta đã quay trở về. Nào, chúng ta hãy cùng quay về cung điện nha. Có chuyện gì mà quốc vương triệu tập gấp vậy mọi người? Chắc chuyện quan trọng quá. Hay là ngài ban lệnh kết hôn cho một trong hai hoàng tử chăng? Chắc là vậy rồi. Ngài hãy lên đây, ta muốn ngài làm một chút chuyện. Chào hoàng tử, ngài đã trở về. Tôi tin chắc là ngài sẽ về mà. Con chào ngài, nhưng sao ngài đứng đây để làm gì? Tôi đang chờ ngài, hoàng tử à. Ngài chờ ta sao? Quốc vương sai tôi ra tận cổng thành đón ngài đó. Tại sao nó còn sống? Ngươi có cho lính canh chừng nó không? Nói vậy là chúng ta chết chắc rồi. Ta có ba hoàng tử, chỉ đặc biệt thương yêu hai con lớn vì cho rằng chúng nó tài giỏi mà bỏ quên hoàng tử Ben. Thật không ngờ bọn chúng không tài giỏi như ta nghĩ, chỉ biết ăn chơi, được em cứu không biết cảm kích mà lại độc ác muốn giết chết em để chiếm công.
Hoàng tử mà không có đức độ thì có xứng đáng hay không? Nay ta ban bố lệnh trước toàn dân Dương quốc thịnh vượng. Kể từ nay, Anton và Louis sẽ trở thành thường dân, vĩnh viễn cấm bước chân vào cung điện. Không, xin phụ vương ta tội. Ta không có hai đứa con tàn ác như các ngươi. Các ngươi sẽ bị đi đày đến một nơi khác. Bây giờ hãy chuẩn bị lễ cưới cho hoàng tử Ben và công chúa Dương quốc. Vẫn chưa thấy Adam trở về. Nghe chuyện của công chúa thấy buồn quá. Bản thân tôi cũng rất buồn. Ôi anh bạn cáo, gặp được anh bạn ta mừng lắm. Chúng tôi đang bàn tính việc đi tìm hoàng tử Adam. Cáo có đi với chúng tôi không? Việc đó không quan trọng đâu. Việc này thì quan trọng hơn. Đã đến lúc ngài phải trả ơn cho tôi rồi. Hãy giết tôi đi. Không. Tại sao anh bạn lại muốn chết? Chuyện này là sao? Vậy chứ tôi là con cáo thì sướng lắm sao? Hãy giải thoát cho tôi. Xin ngài làm ơn đi. Ta chưa đền đáp công ơn của anh bạn, mà bây giờ lại bắt ta phải giết bạn cáo nghĩa khí này. Ta làm sao nỡ? Ta cũng không đành lòng. Giết tôi chết, lột da của tôi, làm cho công chúa một cái áo, đó là đền đáp. Còn hơn tôi phải sống thui thủi một mình ở trong rừng. Được rồi, ta sẽ giải thoát cho anh bạn cáo. Và bạn hãy nên nhớ rằng hình ảnh của bạn sẽ ghi nhớ mãi trong lòng của ta. Xin chàng đừng. Mong anh bạn thoát kiếp này, sống lại kiếp khác, trở thành chàng trai dũng mãnh thông minh. Alisa. Hả? Anh Adam. Chuyện này. Phải, chính là ta đây. Do ta bị lời nguyền của mụ phù thủy nên không thể nói rõ được thân phận. Chỉ khi nào có một người nhân hậu cam tâm giết ta thì ta mới giải được lời nguyền. Ta biết hoàng tử Ben là người nhân hậu nên ta đã có ý gả Alisa cho ngài. Bây giờ ta phải về Dương quốc để gặp phụ vương và mẫu hậu. Ngày cưới của hai người ta nhất định sẽ đến. Ít lâu sau, nhà vua truyền ngôi cho hoàng tử Ben, chàng cai trị Dương quốc với tấm lòng nhân hậu thương dân. Thế là kể từ đó, Ben và Alisa sống trọn đời no ấm và hạnh phúc bên nhau, cùng với hai người bạn trung thành.